Chào mọi người. Đây là một buổi live stream. Rất là lâu rồi không có live stream. Hôm nay live stream lại. Chào mọi người nhé. Điện thoại hơi xa cho nên mình không thấy được. Mà ở gần thì cái máy nó chưa có vào. Xin chào mọi người. Mình đông đông hôm nay mình sẽ lặng xào 8 tiếng về cái tháng 6 sắp tới. Một trong những cái tháng có thể nói là khá là tốt đẹp của năm nay. Yên tâm đi mọi người, mình sẽ lần lượt up những cái video sắp tới đó mọi người. Dạ chào mọi người. Xa quá. Why? Không biết tại sao mà cái này nó không vô nữa. Mọi thứ nó cứ quay vòng không. Đúng rồi, cắt rồi nha. Nể anh bài. Có gì đâu ạ. Mình là may mắn thôi chứ còn không có nể gì. Dạ chào mọi người ạ. Đông đông mọi người vào đi, cỡ 300 người đi. Mình sẽ chia sẻ về cái tháng 3 cho mọi người. À quên lộn, cái tháng 6 cho mọi người nghe. Trong khi đó thì mình kể vui với mọi người một cái chuyện. Nói chung là trong cuộc sống thì không phải là mình nói cái chuyện này ra để mình giỏi cái gian gì, nhưng mà là như thế này. Trong cuộc sống thì có những cái chuyện nhiệm màu lắm. Nhiều khi mình nói ra cái chuyện đó, mình ứng mình ông ứng bà hành gì đó, cái miệng mình nói ra cái những cái sự việc đó nó lại xảy ra giống như vậy. Chứ còn nhiều khi mình cũng không biết toán tính cái gì đâu. Giống như là cái việc mà mình dời cái bức tượng Quan Âm mà của cái chùa Viên Minh của xã Minh Long, huyện Trân Thành đến cái vị trí mới, thì ngay cái thời điểm đó thì là thầy chủ trì á mời mình lên chỉ để là mong mình giúp là coi và định vị đặt cái chánh điện ở đâu. Rồi mình vô tình thì mình mới thấy bức tượng Quan Thế Âm đứng ở chỗ đó nó chơi vơi quá, nó thiếu một cái gì đó. Và thế là mình quyết định mình đo phong thủy, mình thấy là chỗ đó là không tốt, thì mình dời sang cái chỗ mới. Thì để thầy chủ trì chùa thì nghèo cho nên là làm cái gì mà tốn tiền là ông la làng. Cái mình nói là bây giờ làm, thầy làm đi, thầy chuyển qua cái vị trí mới thì tự nhiên có người cúng tiền thầy làm chùa, chứ còn không là không có người cúng tiền làm chùa đâu. Đó cái như mọi người biết đó, thì mình cũng đã thực hiện. Thì thầy cũng tiền mà, rồi cuối cùng mình bỏ tiền ra mình giúp thầy chuyển cái bức tượng đó. Và chuyển cúng kiến bức tượng mọi điều xong, có Phật tử cúng không nhiều, người 500, 1 triệu, 2 triệu. Và thậm chí là có những người đến không biết cúng kiến cái gì Quan Thế Âm Bồ Tát, thì xong xuôi thì đem lại và có thể nói là sửa thêm cái này cho Ngài Quan Thế Âm. Ví dụ sửa thêm cái chụp để cho nó khỏi bị nắng mưa ha. Mọi điều thì không biết là cái đó là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát chắc linh thiêng, mà mình nghĩ cũng linh thiệt. Nếu mà mọi người có theo dõi mình thì mình sẽ biết rằng cái tượng Quan Âm đó đã được chùa cúng đi rồi, nhưng mà ngài không có chịu đi. Cái ngày cẩu ngài lên rớt xuống ngay cái vị trí đó, cái để nguyên luôn. Thì 19 tháng 6 này là mình có 19 tháng 6 âm lịch, tức là tháng sau đó, thì mình có làm cái lễ an vị cái bức tượng đó, tức là cúng để có chú nguyện đồ này kia.
rồi mình sẽ có cúng cầu an giải hạn ở tại đó luôn. Mình tổ chức cúng cầu an giải hạn, và anh chị nào mà có cầu muốn cầu an giải hạn thì cứ đăng ký. Hôm đó mình có xe tổ chức đi từ thành phố Hồ Chí Minh cầu an chú nguyện cho bức tượng. Buổi chiều thì là mình cúng cầu an giải hạn và phát quà từ thiện, phát 200 phần quà từ thiện cho bà con nghèo, chất độc màu da cam, rồi mồ côi, rồi người già khó khăn gì đó. Nói chung là 200 hộ. Mỗi phần quà thì hiện tại mình đang dự tính là khoảng 200-300 ngàn gì đó, cho một thùng mì ha, 10 kg gạo và một cái chai dầu ăn hay là chai nước tương gì đó. Trong cái thời điểm khó khăn này thì chị không mong được làm như vậy thôi. Sắp tới thì mình sẽ mình nhân cái việc mà cái tượng Quan Âm này có sự linh thiêng á, thì mình cũng nghĩ rằng là sắp tới mình sẽ, nếu cái chùa nào nghèo có nhu cầu về tượng thượng này kia chắc là mình sẽ phải cúng thêm. Năm trước nữa thì mình đã cúng 49 cái tượng rồi. Cái năm ba mình mất á, mình đã cúng 49 cái tượng cho 49 ngôi chùa rồi. Thì năm nay chắc là có thể là hết hết mãn tang, cho nên là chắc mình sẽ cúng thêm. Tại vì nếu như mà mình đặt cái tượng ở đó, bà con xung quanh đến cầu gì được đó, thì rõ ràng là tạo phước mà. Mọi người chờ chút nha, máy nó khó khăn quá nó không vô được, mà mình không thấy mọi người từ xa quá, cái mình lỡ để cái điện thoại nó xa quá không thấy được. Nếu mà lại gần quá thấy cái mặt mình không à, chắc thôi phải phải lên cái mặt mâm mình thôi, chứ còn bây giờ thì ở đây nó không có được rồi. Mọi người thấy cái mặt mâm mình chút xíu nha, mà hôm nay đang ốm chắc cũng mặt cũng không mâm lắm đâu, chứ khó khăn quá không thấy được gì hết. Ok. Đông đông người đi, khoảng 200-300 người đi, mình sẽ nói về cái tháng 6 một tí xíu. Anh sẽ làm thôi em, yên tâm đi. Dạ em mới cắt tóc để lộn chỗ già quá nên là em cắt cho nó trẻ lại một tí, nói chung là ăn gian tí, kéo chút tuổi xuân ở lại với mình. 43 rồi đúng không, nếu như mà ngày xưa đó thì tuổi thọ của người châu Á khoảng cỡ 60, thì người ta nói là lục tới 60 năm cuộc đời, là 20 năm đầu, 20 năm ngay là mình sống được 2 phần 3 cuộc đời rồi, bây giờ thì 80 năm thì cao lắm thì được 80 năm thì chắc coi như cũng sống nửa đời người rồi, tóc cũng có bạc rồi nè, thấy không hả? Dạ em nói vui này, người người tuổi Dậu á, thì năm nay là năm tam tai năm nặng, cho nên là không xui hơn là mừng rồi, chứ đừng có không mong là khởi sắc. Cảm ơn nhiều ạ. Dạ chào chào Nghĩa, chào mọi người nhiều. Dạ chào anh Huỳnh Tấn Đức. Cuối cùng là do đúng rồi, nhà mới của mình vẫn ở Gò Vấp, nhưng mà chỉ dời ở
cái rìa Gò Vấp sát với lại quận 12 vào trung tâm quận Gò Vấp thôi. Tức là mình hiện tại mình đang ở phường 10 quận Gò Vấp, chứ còn cũng không có đi đâu. Tại vì cốt ba mình thì đã ở chùa Quỳnh Kim, cho nên mình, trong những năm đầu này mình không thể đi đâu hết. Mọi người thông cảm khi mà nhiều người á thì mình sẽ không có đọc được hết comment đâu, cho nên là mọi người thông cảm nha. Thật sự mà nói á, trong cái cuộc sống á, cái việc mà tâm linh á, mình không có thể nào mà nói có hoặc nó không. Mình thì không cổ vũ qua cái chuyện mà mê tín gì đâu, đặc biệt là mình là người đi tu. Nhưng mà đều có một cái là những chuyện nhiệm màu của Phật pháp, những chuyện nhiệm màu của cái thế giới tâm linh thì không thể nào giải thích hết được. Như giống như cái việc mà mình nói, mình ứng dụng mình nói là giờ bức tượng đi rồi thầy sẽ có cái chùa, mình sợ lắm luôn á, sợ lúc đó bà mẹ giờ cái tượng xong xong xuôi làm đầy đủ hết mà không có ai cúng dường hết là ông sẽ réo mình miết ha. Thầy Phước Hải em sẽ réo mình liên tục, réo chừng nào có được cái chùa thôi. May quá giờ bức tượng qua, dù là chưa an vị vẫn còn đang tiếp tục làm, nhưng mà mỗi ngày hiện tại là thầy cũng có được vài triệu người, ngày nào cũng có, từ liên tục cả hơn chục ngày nay. Sau khi mà anh cúng xong bức tượng, giờ xong bức tượng thì ngày nào thầy cũng có người đến cúng dường rồi á, là ấy rồi xong rồi hồi hồi trưa thầy mới nói, thầy gọi điện thầy cảm ơn, thầy nói không biết sao nhưng mà nhiệm màu thật. Thì cái việc nhiệm màu đó thì có thể là trùng hợp. Tại vì bây giờ là thời đại của Phật giáo phát triển rất là nhiều, mọi người rất là phát tâm mà đi cúng dường cho chùa để mà xây dựng một cái chánh điện. Chuyện đó thì nó không quá quá khó khăn như ngày xưa, tại vì dân tình bây giờ cái chuyện tiền kiếm được vài triệu để cúng dường này kia thì nó đơn giản. Hay là nó nhiệm màu thì cái chuyện đó mình không dám nhận phần, nhưng mà thôi thì nhưng mà nó trước là rõ ràng là mình đã lo ha. Cho nên mà thầy mà không có được tiền mà thầy xây cái chùa khởi công thì thầy dí mình riết cũng chết. Dạ chào ạ, chào chị Lân Nguyễn, chào đông đông người. Tí mình sẽ chia sẻ về cái tháng 6. Nói chung là phải phải có tiền thì mới làm từ thiện được, đúng không? Nếu như mà mình cảm thấy mà cái bức tượng này có thể nó linh ứng nữa thì mình sẽ nhận đi xem phong thủy cho các chùa nhỏ nghèo để mà đặt tượng, làm sao mà để bà con cô bác xung quanh đến tượng cầu xin là cầu gì được đó. Kể về chuyện tâm linh thì có nhiều chuyện lắm, đúng không? Anh đang tính, thật sự là mà nói là anh đang tính đầu tư kể lại những cái việc mà anh đã từng phải đối đầu với cái những cái trường hợp. Có hôm anh kể cho mọi người nghe, đang đêm nửa khuya cái tự nhiên có anh tài xế mà ngày trước anh chở anh quen, trời, anh ba hỏi gì, nói giờ nhà em tự nhiên có bà bác hình như bà bị nhập anh ba, trời ơi bà ấy tùm lum mít bây giờ sao anh ba. Mà nói thôi bây giờ cũng biết sao, mày đang đêm 1 giờ 12 mấy, 1 giờ 1 giờ quái quá, thôi chỉ đại ông lên ông lấy bát hương á, lấy ấy ông pha vô nước ông sổ trên đầu lại là bà tự nhiên ấy. Cái 5 phút sau gọi là em ba em xối lên cái giờ bả nằm im re, bả không quậy quọ gì nữa. Rồi sao cái nó thì để bả cho nó ngủ đi, đâu ngủ đâu được tiếng mấy đồng hồ sao cái gọi điện lại, trời ơi hả, bây giờ bả quậy nữa rồi sao, phải ngồi dậy là to giác xuống.
Giá xuống đi chụp ra, trời cũng khùng luôn, chụp xong về muốn bệnh luôn à. Dạ đúng rồi, với một người là có được nhà thờ nuôi, nhỏ được đi nhà thờ, đi nhà được mấy cha nuôi, mấy cha dạy, lớn lên thì đi tu, tu 5 6 năm thành tinh, xuống núi. Tu thì tu trong đạo Phật thì có 2 dạng tu, một đó là thành hòa thượng thượng tọa này, như các thầy như là thích đủ thứ gì đó, còn mình là thành tinh. Tu là phải thành tinh xuống núi. Đó thì đối với mình là tôn giáo chỉ là một cái khái niệm để dạy cho con người hướng đến chân thiện mỹ thôi. Tôn giáo nào cũng có cái hay và tôn giáo nào cũng có cái dở, tùy vào cái người thừa hành. Tuy nhiên nhân quả là cái điều chắc chắn trong đời này sẽ có xảy ra. Điển hình như thế này nè, mình có nghiên cứu một vài cái tử vi, cái cuộc đời thì mình nghĩ là như thế này. Đối với mà con người á, cái phúc tướng tức là mặt mình đẹp xấu như thế nào đó là do cha mẹ mình để lại. Từ năm sinh ra cho tới năm 37 tuổi là do cha mẹ mình để lại cho mình. Nếu như cha mẹ mình là một người sống tốt, sống hiền, sống lành thì bảo đảm rằng người con của cái người đó sinh ra không bao giờ xấu, không bao giờ hở hàm ở trong này kia, nhưng mà cái người rất là dễ thương, mặt sáng sủa ha, người sẽ không bị gọi là hôi miệng hay là những cái bệnh xấu của đạo Phật nó nói tới. Nhưng cha mẹ mà sống chợ tạ thì con cái nó lạnh, cái đó là gọi là cha mẹ ăn mặn con khát nước, đúng không? Rồi á, nhưng mà từ sau năm 37 tuổi, tức là đại hạn vận vận chuyển của mình, thì là phúc tướng là do mình sống từ năm nhỏ cho tới năm 37 tuổi mà tích được. Nếu như người nào sống hiền lành từ nhỏ cho tới năm 37 tuổi thì sau đó họ càng già họ càng đẹp, họ đổ ra tướng đẹp hơn. Nhưng ngược lại, trời ơi, có nhiều người hồi đó đi học với mình, mình nói thật sự là xuất sắc đẹp mà mình ngưỡng mộ luôn. Bây giờ đi học lớp lại thiệt sung đó, kêu bằng bác là thiệt quá đáng, kêu bằng cô chắc được. So với lại những cái người khác họ sống hiền lành hơn thì mặt họ đẹp ra rõ ràng. Thì mình không biết là cái đó là nhân quả hay là cái gì, nhưng mình nghiên cứu rất là nhiều người mình để ý, mình đã thấy như vậy. Trong cuộc sống thì đó rõ ràng là người mà càng già càng đẹp là có phúc, người mà mới có 40 mà nhìn rồi nhìn thấy ớn à, nhìn thấy giống mấy bà 60, hiểu rồi ha. Cũng giống như đơn giản nha, mấy anh nam đúng không, trẻ mà ăn chơi quá tới 40 thấy chống gậy rồi đúng không? Nhiều bà quá tốn sức tới 40 45 là đầu bạc chống gậy đi, chân đúng run rồi đúng không? Làm sao lừa gạt phụ nữ nè đó, rồi ăn chơi là mất phước, mà mất phước cũng mất sức đúng không? Thì là coi như xấu thôi. Còn mấy người mà hiền đúng không, ít có ăn chơi bậy bạ, sống đạo đức đúng không? Biết nhân quả, biết nhường trên kính dưới, thì rõ ràng là họ càng về già họ càng đọc. Giống như bây giờ mình nói nha, trong một cái video ở trong giữa mùa dịch, mình có nói về cái vận hạn cái năm này, thì mình đã nói rằng đúng không, năm nay sẽ có một quốc gia lâu đời suy vong. Thì bây giờ là đã suy rồi chưa vong, chờ vong thôi, mới có 6 tháng đầu năm nên mà suy rồi đúng không? Dịch bệnh nè, rồi thiên tai nè, lũ lụt động đất, ui chà, mọi thứ đều xảy ra là đều từ đâu, từ cái sự tham vọng của họ mà ra. Mình nói rằng cái con virus này nó sẽ đi một vòng từ nơi xuất phát, đi ha, đi sang châu Á, đi vòng 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 sang châu Mỹ, sang châu Úc, cuối cùng nó sẽ vòng về tới nơi nó xuất phát và nó sẽ kết thúc. Yên tâm đi ha, con virus này nó là được tính toán trước rồi, nó sẽ quay trở về bản quốc và hoành hành một cách rất là kinh khủng. Cho nên nếu như mà mình đang nói chuyện như vậy, có kiều bào nào là người Việt đang sống trên đất nước đó thì
làm ơn quay trở về, chấp nhận chịu cách ly đi ha. Cái sống của cái đợt sống sau này nó còn kinh khủng lắm, mình đang thấy nó xuất hiện. Mình thì không dám nói rõ, có nhiều chuyện nó rất là phức tạp. Chào Linh Đỗ, mình trả lời cái câu bạn Đoan Nguyễn anh ba, mệnh cơ lương thân hóa lộc hoa cái thì tướng phải đổi chứ anh ba. Còn tùy, đừng nghĩ rằng là phúc tướng đó sẽ có được, vận trình của mình đi trên đường nó sẽ tạo ra phúc tướng đó. Có nhiều người lá số cực kỳ đẹp, đẹp lắm, nhưng mà kết cục thì chẳng ra gì cả. À, lý do là một điều nè, đừng nghĩ mình lá số đẹp, làm cái gì cũng được, phá cái gì cũng xong. Đó, thì nó là như vậy. À, cái gì cũng vậy, mình có lá số xấu, đúng không? Mình chịu tu tâm tích đức, chịu làm hành thiện tích đức, tự động tới những năm tháng, ví dụ như 31, 33 là một lần đổi vận, đúng không? 37, 39 đổi vận một lần nữa, thì nó là đổi vận. Dạ, chị theo dõi em nhiều thì chị cũng biết em hay nói bậy đó. Nói bậy mà nói bự nữa, nhưng mà hên hên nó trúng hoài. Khi mà Trung Quốc chết nha, những con mấy trăm người đầu tiên em nói con người chết sẽ là 6 chữ số, thì có nhiều người vào comment hoặc là nhắn inbox em là nói mày khùng, người đâu chết dữ vậy, bây giờ nó 5 lần 6 chữ số lên. Em nói với chị nó sẽ còn quay về bản quốc rồi nó mới kết thúc, và nó sẽ gây ra một, chắc chắn là sẽ có suy vong ở một quốc gia lâu đời. Sự suy vong đó sẽ kéo theo cái sự cởi bỏ xiềng xích của dân tộc Việt Nam. Tại vì lúc đó là mình sẽ phải cân đối lại, nên chơi với ai ha. Chỉ giống như là ngoài đời thôi, mọi người mình đi chơi với mấy thằng giàu, nó ngồi nó nói chuyện về mua bán đồ này kia thì mình nghe mình còn học được. Đi chơi với mấy nghèo than không, trời ơi tôi đang khổ quá, là cái gì cũng khổ, khổ cứ chút ngày nghe cái chữ khổ, khổ đến nó khổ theo, đúng không? Nói về cái chuyện mà tướng số, nó có nhiều cái mặt khác nhau lắm, ẩn tướng hay là lộ tướng. Nhiều khi lộ tướng của chị rất là nhiều cái sang trọng, nhưng mà ẩn tướng của chị có một cái rất cực kỳ xấu, thì rõ ràng là nó cũng sẽ có xấu. Ví dụ như ở trong cái chuyện mà về tướng số, có một cái giai thoại này, có một cái ông đó, ông nhìn cái cô mà làm kỹ nữ ngày xưa đó, thì không thể nào mà ổng chê gì được, tay dài mọi thứ là đều rất là phúc, nhưng mà tại sao cổ phải đi làm kỹ nữ? Thì ổng mới hẹn bằng được cổ, tức là vô trong cái chỗ đó, ổng muốn làm thầy nổi tiếng, hẹn được cái cô đó lên ngồi để mà tiếp ổng, để mà ổng coi thiện. Thì sau khi mà ngồi với nhau ăn uống rồi này kia, thì cô đó cổ mới buồn toilet, cổ đi toilet. Thì trong lúc cổ đi toilet, nó phát ra cái tiếng như là tiếng gió, tiếng hút gió. Ông này mới ra mới lịch sự hỏi, tôi là thầy phong thủy, nếu mà nhìn cô không thể chê được chỗ nào về điểm phúc tướng, tại sao cô khổ, mà tại sao cô đi, khi mà cô đi toilet nó vậy? Thì người ta nói là sinh ra cái cửa mình của người ta nó vuông, nó không tròn. Đó là ẩn tướng, làm sao biết được. Chẳng lẽ bây giờ nhìn chị thấy đẹp quá, phúc tướng quá, giàu có quá, không có, kêu chị cởi đồ ra cho coi, không nói được.
có nhiều chỗ lắm, ăn nào bọn vô chứ. Chị cởi đồ cho tôi coi tướng chị là nha, ăn tát liền. Đầu tuần sẽ có các cái tuổi còn lại của hàng bảy. Mọi người bấm giùm em cái nút có cái dấu tay nếu mà mọi người đang xem bằng điện thoại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em chủ yếu livestream bán cái nó kiếm sống. Dạ, dạo này răng em hơi bị ấy. Tuần sau là hàng 7 sẽ được kết thúc, hàng 7 và hàng 8, sau đó chuyển qua hàng 9 và quay trở ngược về là hàng 6. Tại vì mọi người biết sao, khi mà làm đó thì nó mới mấy cái đầu thì nó khó lắm. Cái đó là mình không biết đâu, cái đó là chắc là do bên cái phần đường truyền rồi. Thôi bây giờ đông người rồi, mình sẽ chia sẻ với mọi người một tí về cái tháng 6. Tháng 6 âm lịch của cái năm mà canh tí năm 2020, tức là tháng quý mùi của năm canh tí. Tháng quý mùi thì thuộc mộc, cho nên là những cái người mà mạng mộc ở trong cái tháng này thì là được tương trợ. Rồi đó là cho nên là những người mà mệnh mộc thì năm nay có tháng này tương đối tốt đẹp, mộc và hỏa về bổn mạng. Nhưng tuy nhiên là những người nào mà mang chữ kỷ hoặc là chữ đinh của thiên can thì là không tốt đẹp ở trong công việc. Ví dụ như là kỷ tỵ nè, kỷ dậu, kỷ mùi ha, nói chung là chữ kỷ thì rõ ràng là nó sẽ bị tương khắc về cái trụ thiên can, cho nên là công việc nó sẽ không được tốt đẹp cho lắm. Rồi là những người mà làm chữ quý thì nó khắc đinh, những người như đinh như là đinh tỵ nè, đinh mão, đinh mão thì đỡ hơn một chút. Vì sao? Vì đinh mão với lại tháng tháng quý mùi là hợi mão mùi tam hợp về địa chi, tam hợp về địa chi thì nó sẽ tốt đẹp hơn cho cái người ấy. Nhưng đặc biệt là những cái người mà sẽ tốt đẹp ở trong cái tháng 6 âm lịch này thì gồm có những người như là quý hợi, quý mão, những người có chữ mậu, mậu hợp quý, hoặc là chữ quý thì quý nó đồng hàng. Như mậu ngọ của mình là gặp tháng quý mùi này là cực kỳ đẹp, đẹp nhất trong lục hợp hóa giáp. Vì sao? Quý mùi mậu hợp quý, mùi với ngọ là lục hợp. Tháng thì tháng mộc, người thì mệnh hỏa, cho nên là mậu ngọ tháng này đỡ đần nhất. Nhưng mà mới qua tháng 5 mà thấy muốn ê cái càng rồi, thực sự mà nói trong tháng 5 người chủ quý thì tháng 5 là đã đỡ rồi nha. Như vậy là nếu xét chung về cái tầm chung của cái chữ quý thì rõ ràng là anh nào mà thuộc mậu là sẽ tốt hơn là chữ quý. Mậu thìn cũng tốt, mậu ngọ cũng tốt, mậu thân cũng tốt, là tốt về thiên can, mà thiên can thì ảnh hưởng với tài lộc và công việc nhiều. Cho nên là năm nay mà bên tháng 6 âm lịch này thì những người mà nằm chữ quý, chữ mậu rõ ràng là tốt đẹp về tài lộc. Còn tháng 6 mà người nào có chữ đinh thì rõ ràng là phê ha. Vì sao? Vì quý nó khắc đinh, là thiên can mà khắc, cái tháng mà khắc cái thiên can của mình thì công việc sẽ khó có cái chuyện mà tốt đẹp được. Cẩn thận là hao tài, coi chừng là bị người người thân, người đối tác chơi xấu mình. Còn tính chung về vận thế thì rõ ràng là hiện tại ở trong cái đợt bùng dịch thứ hai này đem đến rất là nhiều sự phiền toái. Mình đã nói rồi, mình không có ở nước ngoài,
ví dụ mình không thể ở Úc để mình xác định rằng các phúc tinh, các cái tương tinh, mình không có chiêm tinh được là ở trên đất nước đó cái điều gì xảy ra, mình chỉ có thể xem những cái nước chung quanh thôi. Thì mình thấy rằng là cái sao chủ ở phương Bắc đang bị tứ cẩu bao vây, đúng không? Sao lan sói đang đang vồ lấy cái sao chủ ở phương Bắc, cho nên là mình nghĩ rằng đó là phương Bắc đang là một cái nước gặp rất là nhiều cái thiên tai lũ lụt, cũng như rất là nhiều cái điều mà xấu ở trong năm này. Và cái sao thiên cẩu này không phải tự nhiên mà xuất hiện. Thường sao thiên cẩu sẽ xuất hiện ở một cái chu kỳ là khoảng 3 năm nó mới đi. Thì rõ ràng là khá nhiều cái sự phức tạp với cái diễn biến thế giới hiện tại, với ông Trump ha, chặt ông Tập đó. Thì nếu như mà đúng vào diễn biến thì mình nghĩ rằng là ông Trump sẽ tiếp tục nắm thêm một năm nữa, nắm thêm một nhiệm kỳ nữa, và sẽ đưa đến cái cuộc chiến rất là căng thẳng, và vì anh em phương Bắc của chúng ta sẽ bị suy yếu đi rất rất là nhiều. Điều đó đem lại cái lợi cho người Việt Nam. Mình không biết làm sao chứ mà rõ ràng là qua một cái câu chuyện mình thấy rằng là người phương Bắc đang sử dụng ý thức hệ để mà xâm chiếm cái vùng lãnh hải lãnh thổ của chúng ta. Ví dụ như họ dạy cho trẻ em, nghĩa là ý thức hệ mà họ dạy cho trẻ em rằng đó là lãnh thổ của họ, và họ chưa bao giờ đi xâm chiếm của ai cả, họ bảo vệ nó thôi, đúng không? Họ có 1 tỷ con người đều nghĩ như vậy, thì càng ngày cái đó nó sẽ tin ra. Ví dụ họ đi du học cái họ nói cho thằng bạn của họ ở Anh đi, mấy cái thằng chơi nhau, không có, cái đó của tao, tao được dạy là nó của tao, tao khẳng định với mày nó của tao, vì tao được học mà, học từ sử thì chắc chắn sử là đúng mà, chính sử mà. Cho nên là 1 tỷ con người đó nó sẽ đẻ ra 2 tỷ đẹp cốt xứ nhân, và từ từ nó được chấp nhận là sự thật. Coi là sử dụng ý thức hệ để mà xâm chiếm một cái gì đó. Nhưng mà rất may thì không phải một mình một cái người nhỏ nhỏ như mình biết, rất là nhiều người khác biết. Và vô tình hay là họ đã chạm đến một cái gì đó nó quá với lại thiên ý, và xảy ra rất là nhiều điều phức tạp. Ở trong một cái video mà mình đã nói trước rồi đó, là ở trong giữa mùa dịch mình nói, mình chắc chắn là năm nay sẽ có một quốc gia lâu đời suy vong, và điều đó là đang hiển thị rất rất là rõ ràng. Còn suy vong tới đâu thì chờ đi sẽ thấy. Mọi người bấm giùm mình cái nút này đi nha. Có 700-800 con người mà chỉ chưa tới 300 cái nút này thì nó ổn quá. Mình nói như vậy nè, cũng giống như là mình đã từng nói ở trong cái live stream khi mà mùa dịch tới, nhiều người hỏi mình thị trường bất động sản nó sẽ ra sao. Ở ngay tại thời điểm đó, rất rất là nhiều cái thông tin tiêu cực về bất động sản sẽ là thế này, sẽ là thế kia, thế này thế nọ, đúng không? Mình phân tích là sau đợt dịch này, đúng không? Việt kiều mà lớn đến tuổi ở nước ngoài họ đổ về, họ mua đất, họ sở hữu đất của bản quốc rất là nhiều. Thứ hai nữa là lòng tin của người dân Trung Quốc đối với nhà cầm quyền là xuống bằng không, mà mọi người đã biết rồi ha. Đất nước chúng ta được giải phóng khỏi cái ngụy quân ngụy quyền là gì? Là cái sự mất lòng tin của người dân vào cái đội ngũ lãnh đạo. Họ không cần biết là nó thay đổi có tích cực hơn hay không, có tốt hơn hay không, nhưng họ quá ngán ngẩm với cái sự thối nát của một cái bộ máy, thì họ chỉ cần thay đổi thôi, còn thay đổi được như thế nào thì đó chuyện nó tính sao. Lũ lụt như vậy đó, y sơ đùn đó, nhưng mà họ thông báo chết có 2 người. Lòng tin mà
khi mà cái lòng tin của một cái dân tộc mà vào một cái bộ máy lãnh đạo nó bị mất đi thì rõ ràng là sẽ xảy ra rất là nhiều điều phiền toái. Mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì lòng tin làm sao được? Bưng bít thông tin ha, xây cái đập lên cho lớn cho to vô. Rồi bây giờ sao? Thả ra toàn bộ dân phải đến là người gánh chịu. À, rồi đó là thí dụ như nói này, người ta đang làm ăn giống vậy rồi lũ lụt vô cuốn hết tiền bạc không có trắng tay đói đúng không, trước dịch à, cái thời điểm mà chiến tranh kinh tế Mỹ Trung xảy ra thì đại ca tập nhà mình thì đại ca tập của Trung Quốc thì rõ ràng đang chơi cái chiêu không thèm à, mày đánh thuế Mỹ thì đánh thuế của tôi vào các cái sản phẩm nhập khẩu của Trung Quốc. Ở Trung Quốc cho là không mua nông sản của thực phẩm, lương thực thực phẩm của Mỹ, ngô các loại ngũ cốc. À, chơi làm giá, ta không mua thử mày làm gì. Bây giờ người ta mua cũng không bán. Bây giờ làm sao bây giờ? Lũ lụt đúng không? Dịch bệnh đóng cửa, thiếu hụt lương thực. Mà thiếu hụt lương thực thì sao? Thì rõ ràng là không có lương thực mua, bây giờ mua chung Mỹ ơi không bán mua không bán nữa mà sao, khi mà người dân đói rồi á, khi khi người ta đói rồi người ta ghê lắm đúng không? Nói chung là như vậy, đây là một cuối buổi 8 cuối tuần thôi, giải trí cho mọi người nghe, khai sáng cho mọi người một tí xíu nhìn về vận thế. Có nhiều người nói rằng đó là trời ơi giờ chết chết không không có thể làm gì được hết, nhưng mà đối với nhiều người trong đó có mình thì đây là cơ hội ngàn năm có một để mà thay đổi cái tư duy cũng như là thay đổi cái cách làm việc để mà nói chung là ngàn năm có một để kiếm tiền. À, chính cái những cái lúc mà loạn lạc như thế này kiếm tiền mới dễ, vấn đề là chúng ta có chịu chấp nhận thay đổi, có chịu chấp nhận suy nghĩ nó táo bạo hay không thôi, nhìn nhận cái sự việc hay không thôi. À, em đã nói rồi, tháng 5 âm lịch là người Bính Ngọ cực kỳ xấu, em đã nói đi nói lại ở trong cái vận hạn 6 tháng đầu năm rồi. À, bắt đầu qua tháng 6 nó đỡ hơn. Em có nghiên cứu xong do tuổi Bính Ngọ 6 tháng cuối năm rồi, có nhiều tín hiệu tích cực lắm ạ. À, anh cố gắng. Dạ, tháng 6 người Quý Mão rất là tốt đẹp, em nghĩ rằng là tháng 6 sẽ là một tháng thành công. Chào Nghĩa Lê, cảm ơn Nghĩa Lê nha. Là vui. À, mình là làm tử vi chia sẻ với mọi người là mình chỉ biết nó tốt nó xấu như thế nào thôi, còn tận hưởng cái tốt ra sao, vượt qua cái xấu ra sao, đó là cái phúc của mọi người mà tạo được. À, cho nên là với mình thì dạo này mình hay đi xét phong thủy nhiều hơn, lý do một điều mình đến phong thủy thì mình sẽ giúp được mọi người cải thiện được. À, mình không có không biết là mát tay như thế nào, chứ mà bữa giờ là mình đi xét phong thủy cho nhiều chỗ thì rõ ràng là họ thấy được cái sự hiệu nghiệm, không dám nói linh ứng, tại vì thật sự là phong thủy là khoa học chứ không có phải là một cái gì đó là mê tín gì đâu, cho nên đừng nghĩ rằng nó linh ứng mà là nó hiệu nghiệm. Tại vì sao? Thì thuận lợi người ta an cư lạc nghiệp. À, mọi chuyện thay đổi xong thì công việc nó cũng sẽ thay đổi theo, chiều hướng nó tích cực hơn. Mà mọi người biết rồi đúng không? À, coi tử vi trả lời mọi người thì có thể miễn phí được, nhưng mà đi đó giúp mọi người kiếm tiền thì mọi người chia cho em mình miếng chứ. Dạ. Đúng không? Nhưng mà mình nói tí nói lại nè, nếu như mà chùa chuyện nào cần mình giúp đỡ về mặt phong thủy mình sẵn sàng, mình không có lấy tiền ăn chùa nào đâu, riêng về chùa ha,
xem xét phong thủy, đặt để các vị trí, các cái chuỗi, các cái kiến trúc làm sao cho phù hợp, làm sao cho đúng cung sinh tử rồi này kia, mọi thứ nó ổn định để mà cái chùa nó phát triển. Nói chung là vậy nè, gọi nói nôm na là nếu như mà dễ hiểu nhất là dọn cái chỗ sạch sẽ cho các vị Phật Bồ Tát đồ về linh ứng vào ở trong cái tượng của một ngày, à, để cho phù hộ ba gia ba tánh xung quanh. Mà ba gia ba tánh xung quanh đi tới chùa lễ lại có tiền, thì có tiền thì người ta dĩ nhiên là người ta xây cái chùa cho bự lên chứ, đúng không? Thí dụ giống giống như tôi đi, tôi giúp cho các anh các chị kiếm tiền, các anh các chị cũng phải cho tôi tiền, đúng không? Cơ bản là vậy thôi. À, cho nên là đối với mình mà việc mà làm về chùa, coi cho chùa dù xa dù gần, dù nam dù bắc, à, giờ đi nước ngoài chưa được thôi, chứ còn dù nam dù bắc thì mình vẫn đi được, mình vẫn sắp xếp mình đi, dù rằng lịch mình là luôn kín trước một tháng, nhưng mà riêng chùa mà lên tiếng mình sẽ sắp xếp mình đi liền. À, đợt trước mình có chia sẻ với mọi người là mình coi vô cái chùa Bình Hòa ở ngoài Quảng Nam, đúng không? Hôm nay cộng với những cái việc mà mình sắp xếp về phong thủy, thì họ lên một cái bảng phát đồ rất rất là đẹp, và cô sư cô gọi điện vào cảm ơn, nói là nhờ những cái chấm phong thủy của mình, những cái tư vấn của mình, thì hiện tại cái chùa được lên cái bảng vẽ rất là đẹp. À, Út Nghĩa, chắc là em là nếu mà vừa Tam Tai vừa Thái Bạch là Tân Dậu đúng không? Tân Dậu hay là Quý Dậu? Thôi thì chịu khó đi 19 tháng 6 này đi cúng cầu an giải hạn với anh đi, thấy không? Gọi điện đăng ký cái danh sách cúng cầu an giải hạn đi. Thì riêng mình á, là cúng cầu an giải hạn là mình sẽ không có làm cho từng người, vì làm cho từng người là mình sẽ phải tốn nguyên khí rất là nhiều. À, cho nên là mình thường là sẽ tổ chức lợi dụng chung với cái việc là cúng cầu an cho một cái chỗ nào đó thường nè. Thì đợt này là 19 tháng 6 thì mình làm an vị cho cái bức tượng mà mình nói là linh thiêng, mà mình mới phải di chuyển nó từ địa điểm này sang địa điểm khác. Hồi đầu cái video mình có kể, thì nếu như mà các anh chị nào ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh muốn đi, thì mình ngày 19 tháng 6, tức là ngày 8 tháng 8, thứ bảy ngày 8 tháng 8, 6 giờ sáng mình sẽ xuất phát từ cái địa điểm nhà mình, đó là chung cư Bắc Hill của Cityland, phường 10 Gò Vấp. Nếu mà mọi người dễ nhất là mọi người đi tới 18C Phan Văn Trị Gò Vấp, là mọi người hỏi chung cư Bắc Hill ở đâu. Các tuổi thì canh thân thì mình đã làm ở trong 6 tháng cuối năm rồi, cố gắng thôi mọi người. Út Nghĩa em ở xa thì em có thể gọi điện hoặc là em inbox vào Facebook của anh á, Facebook Ba Tử Vi á, thì anh sẽ lấy cái danh sách anh cầu an giải hạn giùm em, cho anh sẽ viết sớ điệp đàng hoàng đọc rồi cầu an giải hạn cho cái có mọi người muốn riêng với mình là không phải cúng để lấy tiền, mà mọi người mình cúng thì dĩ nhiên là mọi người thường hay gửi tiền cúng dường, thì mình tổng cái số tiền là mình tổ chức cái buổi lễ mình trừ ra còn bao nhiêu thì mình sẽ gửi cho thầy chủ trì, để thầy chủ trì tiếp tục cái công việc xây dựng cái chánh điện. Chứ còn mà mình không có tiền để mình ủng hộ, mình chỉ ủng hộ cái việc ấy thôi. Dạ Phương Hoàng, nãy giờ em cũng đã chia sẻ rất là nhiều về cái tháng 6 rồi. Tháng 6 thì đơn giản thôi, nên nói chung là tháng 6 là những người nào có chữ do là tháng kỷ, tháng quý, cho nên là những người chữ kỷ và chữ đinh sẽ là không tốt đẹp ở trong công việc làm ăn. À rồi ha, rồi đó là những người nào mà mệnh kim và mệnh thổ thì là không tốt đẹp về cái sức khỏe.
anh đi từ ngày 8 tháng 8 mới đi em. Sáng sớm ngày 8 tháng 8 đi. Dạ chị yên tâm đi ạ. Bính ngọ thì em chắc chắn sẽ em sẽ để chú ý, tại vì những cái tuổi nào mà năm nay xui nhiều em sẽ để ý nhiều ạ. Chị yên tâm là em sẽ xem cho chị. Nam La Hầu nữ kế đô Bính Ngọ từ đầu năm tới giờ thì chỉ lên bờ xuống ruộng thôi. Với xung thái tuế. Trong tất cả các tuổi ngọ thì Bính Ngọ năm nay xấu nhất. Với chữ Bính hình chữ Canh, xung thái tuế. Năm người năm thì năm thổ, người thì mệnh thủy. Năm nay mấy anh Bính Ngọ là rất dễ lên bàn thờ ngồi. Đặc biệt là tháng 5 và tháng 11. Facebook của mình tên là Ba Tử Vi. Fanpage tên là Anh Ba Tử Vi. Sắp đến mình sẽ tổ chức một cái nhóm kín. Là chỉ có những người màu mà thật sự ấy, mình sẽ chia sẻ những cái điều mà kín hơn nữa ở trong tử vi phong thủy. Và nhóm đó là chắc chắn mình sẽ có thu tiền. Mình mới cho xem. Nói chung là một số kiến thức giống như là cái nhóm đó, nếu mà nằm trong nhóm đó giống như là mình chỉ lại, mình dạy lại kiến thức về tử vi phong thủy cho mọi người xem, mọi người nghe. Mình sẽ có bài để cho mọi người xem, mọi người nghe để mà nâng cao cái kiến thức của mình. Đi ra đường lỡ mà ông nào ông bùa với mình là mình biết là ông này ông đẳng cấp ông tới đâu. Mình nói thật sự nè, cái việc mà về phong thủy tử vi như thế này là phước chủ may thầy lắm. Mình gọi là mình gặp phước thì là gặp mình gặp một người thầy, người ta tốt, người ta biết được về ấy, người ta chỉ mình. Còn là mình xui mình gặp ông thầy trời ơi đất khởi, ông làm mình, ông đem mình làm vật thí nghiệm là chết dịch luôn. Giống như hôm trước mình có đến xem cho một cái chị đó chị bị lung lay dữ dội, thì nhà chị hai mặt tiền, một mặt thì quay về Đông Tứ Trạch và một mặt quay về Tây Tứ Trạch. Thì chị này mới mời ông về coi. Cái nhà ở được mười mấy năm rồi, thì 2 năm trở lại đây là vận thế của chị rơi vào những năm xui, cho nên là công việc cứ trục trặc hoài. Cái chị mời em nó về, em nói sai rồi, này không được, đang cái mặt tiền nhà ta quay ra cái hướng hướng đông tứ mệnh là cái đường chính, bắt quay ngược cái nhà lại, cái bếp quay về hướng cái bếp, quay về tây tứ trạch. Nói cái bà nói là chị cũng mường tượng là nó là lạ, chị với anh đều là người đông tứ trạch mà tại sao ông bắt chị quay về đó, tây tứ trạch. Rồi cái nhà người ta tả thanh long hủ bạch hổ, ông chơi ông lấy cái tủ ông lấy cái diễm chấn mẹ cái đường đi xuống bếp của người ta lại. Ở đó trời ơi, từ ngày mà chị làm xong rồi công việc nó còn te tua hơn nữa. May quá chị lên video xong chị thấy em cái gì kêu em tới. Rồi là sửa luôn cả cái chỗ. Dạ mình đang nhận chấm tử vi ạ. Mình cũng đang nhận chấm tử vi. Nhưng mà lá số tử vi của mình thì mọi người sẽ phải bị hẹn hơi bị lâu, thường là 20 ngày đến 1 tháng mới có được. Lá số thì chấm lâu lắm mọi người, không có thể chấm một ngày là có được liền. Lá số là phải luận số rồi phải thí dụ giống như là vui mình có nếu như mọi người nào mà thích tìm hiểu lá số, mọi người ra đi tìm quyển sách là tử vi tổng hợp đó. Thì quyển này thì dễ lắm, ở trong này nó có các cái sao giải thích cho mọi người biết về các cái sao. Thí dụ giống như là trong cung của mình mà có sẽ cung thiên vi của mình có sao, thí dụ như là thiên cơ thái dương thái âm thì nó như thế nào, mà tập cung tập ách mà nó có thiên hình thì hay bị thương ở đầu đúng không, hoặc là từ nhỏ bị té trúng đầu thì nó đều có hết ở có giải thích. Quyển này cũng hay lắm. Nói chung á là sách tử vi cũng nào cũng cỡ này nè, nhưng mà mọi người nếu mà đọc á, mọi người chưa có tìm hiểu về tử vi á thì đọc một lần không hiểu đâu. Thường mua quyển sách này về phải đọc 5 lần mới hiểu hết nội dung của nó.
mình có quyển này nè đó, quyển này nè, nó cổ còn hơn chữ cổ nữa. Quyển này Diễn cầm Tam Thế được xuất bản năm 1929. Mình học rất là nhiều thứ ở trong này. Này không có quảng cáo bán sách đâu nha. Đừng có qua đây, đừng có anh chị nào qua đây đừng mượn hay là mượn luôn của mình đâu, không có, mình không có dám cho mượn sách đâu. Tại vì là mọi người như nè, phong thủy tử vi á là một cái ngành nghề nó mang tính nhân văn, nhưng mà ngược lại thì chọn cái người dạy nó cũng là một cách kinh khủng lắm. Tại vì nó như mọi người thấy không, thời xưa có Tôn Tẫn và Bàn Quyên, hai người đều rất giỏi thông thiên địa lý, quá giỏi, được dạy về tử vi phong thủy, dạy về cách sắp xếp này kia. Nhưng ông Bàn Quyên á thì ông chọn cái mặt tối để ông sống, ông ác đúng không, ông sử dụng cái này để ông chỉ kiếm độc rồi này kia thôi, còn Tôn Tẫn thì ông hiền. Cho nên là cái người mà là học cái này biết cái này nguy hiểm lắm. Thì giờ nó muốn chơi những nhà nào có chuyện dễ lắm, tôi đi ngang tôi ghét nhà đó tôi đứng đằng trước tôi làm cho mấy cái tôi chấn xong tôi đi, đâu biết gì đâu, tự nhiên trong nhà cái cỏ quýnh lộn quýnh lạo sao đâu đơn giản mà. Cho nên là khi học cái này có một cái lệnh thề là không dùng việc này để trả thù cá nhân, không dùng việc này để mà tư lợi bản thân. Nhưng mà mình là tư lợi bản thân nè, rình rình mua mấy cái nhà sai phong thủy, chấn lại phong thủy đem bán lấy tiền tư lợi cá nhân đúng không? Bởi vậy sợ sợ mang nghiệp nó lấy tiền đi làm từ thiện hoài. Lên vlog em gọi vào số 0964 905730, em liên lạc với trợ lý của anh đi rồi trợ lý anh sắp xếp anh sẽ đến giúp cho. Mậu thân anh sinh tháng mấy kỳ? Cái mậu thân là mệnh thổ, năm nay là một năm thổ, gặp có thân tí thành tam hợp thì em nghĩ là giờ này chị hỏi em nữa là 9 giờ tối thì giờ này cho em nghĩ là em sẽ qua. Úc Nghĩa anh đã nói rồi, em inbox vào Facebook của anh, Facebook tên là Ba Tử Vi đó, rồi xong em gửi cho anh cái tên họ ngày tháng năm sinh địa chỉ của em, anh lập cái sớ sớ táo văn á thì anh đặt. Nhiều lúc như nè, có những chuyện thiệt sự mà nói nha, tâm sự với mọi người một chút xíu như nè, có những chuyện có những lúc là mình ước gì mình sai. Có một cô em mình cũng chả biết tuổi biết tên biết ngày biết giờ đâu, hồi xưa mình còn lúc mà mình còn trực tiếp nghe điện thoại 5730 á, thì cô gọi tới em ba ơi, ba em sinh ngày tháng năm đó gì vậy á, bệnh anh ba nhắm có qua khỏi không, thì mình mới nói là thôi em ấy đi, ba em sẽ không qua được cái ngày đó tháng đó của đâu, thì bẵng đi một thời gian cái đầu qua luôn cái ngày đó luôn, thì mình mới nhận được cái tin nhắn, mình nhận được cái tin nhắn inbox nói là anh còn nhớ cái người đó gọi gọi hỏi cái gì vậy vậy không, ba và bệnh gì này kia đó, thì riêng mình những hỏi những người mà ba bệnh rồi mẹ bệnh rồi này kia đó là mình đều nhớ cả, thì mình nói cho anh nhớ rồi em, rồi anh có nói sai không, mình lịch sự mình hỏi anh có nói sai không, thì cái cô đó có nhắn tin, cô nói là hôm đó là như là ngày của cha, cô nói là công nhận anh nói hay thiệt, tại cái thời điểm mà em gọi cho anh là ba em đang chuẩn bị làm giấy xuất viện, tức là ba em đã nhập viện bệnh nặng được làm giấy xuất viện về nhà, nhưng mà đúng như anh nói ba em không qua được ngày đó, chỉ còn một ngày nữa qua qua không được, thế là ba em mất.
thì ngay cái lúc đó, từ ngày đó là ngày của cha nó, cho nên mình cảm thấy nó trùng xuống một cách đáng sợ. Mình chỉ ước rằng là mình nói sai, tại vì mình nói sai tại đó thiên hạ chửi mình có một câu, da mặt mình dày hơn một chút, nhưng mà đâu đó một người con còn có cha, một người cháu còn có ông. Rõ ràng đó là một cái mà cho nên là đôi khi làm cái nghề mà phong thủy tử vi, không nói là nghề, cái nghiệp mang coi số cho người khác, thì thật sự mà nói có những chuyện đau lắm, tại vì mình biết họ không qua khỏi nhưng mà không làm gì được cho họ, họ nặng lắm. Nhưng mà như đã nói, như trong kinh Phật nói, họa ai gieo thì người đấy gặt. Bạn trồng cây cam thì bạn không thể đòi ăn trái, nhưng mà bạn trồng ớt mà đòi ăn cam là một chuyện không bao giờ có. Cái gì nó cũng có giá của nó. Gieo nhân này thì sẽ gặt quả đó, không có chạy đi đâu khỏi. Cuộc sống là một cái gì đó, một cái vòng tròn. Bạn hại người ở đây thì sẽ có một người khác hại lại bạn, thậm chí còn nặng nề hơn. Trong những cái năm mà đi làm tử vi của mình cả chục năm nay, thì mình nói thật sự là mình có từng gặp một cái trường hợp như thế này. Thì mình tới đó, chị đó chị mời mình tới, nói giờ chị khổ quá rồi, này kia kia nọ, nói chị với chị đó cũng sinh năm năm mấy rồi. Thì đến nhà chị nói tuổi chồng đứa con nó, trời hồi xưa chị giàu quá mà sao giờ vậy đó. Cái nhà từ đường của chị lúc đó, cái đấy chị nói đây là nhà từ đường của chị, nhưng chị đã bán nó rồi và chị thuê nó lại chị ở. Nói trời ơi chị, anh chị nếu mà tuổi này làm chị phải giàu lắm chứ sao kỳ vậy. Cái bác nói đúng rồi, anh chị từng rất là giàu, vì sao? Vì anh chị cho vay từ hồi năm 86 tới bây giờ. Anh làm quan chức trong ngành công an, chị thì cho vay. Chị có tới 8-9 căn nhà, chị có hai đứa con cái đều hợp tuổi đó, mà hỏi sao nó bây giờ khó vậy. Nhưng mà có hai đứa con, một đứa thì nhâm tuất, một đứa thì nhâm thân. Thì đứa con nhâm tuất thì dưỡng chị ghe, con trai dưỡng chị ghe. Rồi á là đứa nhâm thân á thì nó có ba thằng, ba đứa con, ba đứa cháu, mà ngặt một nỗi nó không biết nổi cha của ba đứa này là đứa nào. Nó đau gì cả đó. Còn thằng nhâm tuất á cứ vài tháng cái giang hồ vô xiết mất căn nhà, vài tháng cái nó quậy xiết căn nhà, nó quậy đến mức mà tới còn cái căn nhà từ đường này thôi mà nó cũng chơi luôn. Thì lúc đầu chị cũng chưa có nói cho mình nghe cái việc mà chị là dân cho vay anh là gì, thì mình chỉ thấy là ở vô nhà anh vẫn là người hoạt động trong ngành công chức, nhưng mà mình vô tình thì mình lật lá số ra coi là người này là chuyên về về tiền bạc, người tuổi thân mà bính thân mà. Thì mình mới hỏi chị làm cho vay hay là chị làm số, thì bà nói bà làm cho vay. Thì đó nghiệp đúng không, cho vay từng bị xiết nhà người ta, bây giờ không phải trả người ta. Mình cũng hết biết cách cứu làm sao, tại vì nhà không có hề sai, bây giờ nhà có sai cũng không 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 cần cứu nữa. Tại vì sao, tự nhiên nhà nó không phải của mình nữa, thuê rồi. Nên là mình mới vận chuyển cho chị, nó thôi bây giờ là em cũng hết cách, giờ chị có thể thôi, giờ chị đọc cái quyển kinh này Từ Bi Thủy Sáng, chị xả bớt nghiệp nặng của chị ra thì hy vọng nó thay đổi. Mình chỉ nói vậy thôi, nó nói thiệt ngay lúc đó nó nói gì không, tức là cái ca này là bác sĩ bó tay không cứu được, cho nên thôi đưa bà kinh đọc đi, tại bà tự cứu bà chứ còn không hy vọng gì cả. Nhưng mà người đó chuyên tâm trì tụng kinh đó, đâu đọc hết một biến, đọc hết 108 biến gần 1 năm rưỡi, thì thằng con nó đổi ý sao, cái nó đi đi cai nghiện, nó không còn chơi nữa. Nó cai nghiện về nó không chơi, nó đi làm, tuy rằng đi làm phù hồ rồi thôi, hồi xưa nó làm nổi nhưng bây giờ nó đi làm đúng không. Con nhỏ con gái
có một người lấy đi nước ngoài. À, rồi cái là không biết vận chuyển sao, xây đầu trước đắp đầu sau để chuộc được lại được cái nhà tự được. À, thì nhiệm màu hay không á là mình không dám nói, thì mình cũng có sửa sang chút chút, nhưng mà chắc là nhiệm màu nhất là nhờ đọc cái kinh đó, nhờ đọc cái từ bi thủy sám, chiều cũng nghe rồi lại đi sám hối với cái tội lỗi của mình. Cho nên trong cuộc sống đừng nói cái chuyện về Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo hay là Hồi giáo hay là cái gì giáo, tà giáo hay tà dâm gì gì đó, đừng nói tới. Nhưng mà riêng cái việc mà về nhân quả thì chắc chắn là sẽ có. Trong cuộc sống thì do là mình mỗi ngày mình tiếp xúc rất rất là nhiều cái cục đời, cái mảnh đời nó éo le lắm, nó khó khăn lắm, cho nên là riết rồi cái là nó tạo cho mình cái động lực, cái năng lượng để mà giúp đỡ mọi người, giải thích cái việc của mọi người. Mọi người hỏi tại sao anh thích làm từ thiện vậy? Đơn giản thôi, tại vì từ trước anh rất là khổ, anh từng phải sống, anh từng được sống, anh được sống ngày hôm nay vì anh được nhận cái lòng từ tâm của người khác. Nếu không có lòng từ tâm của một cái bà già nào đó, chắc giờ này của bà cũng mất rồi. Bằng một cái tô xôi thì giờ này anh chết mẹ nó rồi, giờ này chắc cũng xương cũng tan rồi. Cho nên là bởi vậy cho nên anh nhìn thấy mảnh đời cơ cực khổ khó khăn thì anh không chịu được, mình không chịu được. Có nhiều người cái mới đây mình phải giúp một anh mọn ngọ vì anh bị giang hồ chém dí chém vì mắc nợ. Anh là người chí thú làm ăn nhưng mà không biết cách quản lý đồng tiền, cho nên là cuối cùng nó lâm ra nợ, ăn xài nó lâm ra nợ. Bây giờ giang hồ nó vô nó dí nó chém, nó hâm nó đòi giết đòi rồi này kia, mình sợ anh nhảy cầu tự tử. Tại vì sao? Tự mình cũng đang từng rớt vào hoàn cảnh đó, mình từng bị coi như mình ở trong nhà mà mình không dám nói mình ở trong nhà, tại vì bà chủ nhà nó tới đó đòi nhà, mình phải tự ra ngoài khóa cái cửa 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 sắt của chung cư lại. Ở trong nhà mình biết bà tới ở ngoài đường á, rồi bắt kêu bảo vệ tới cưa, bảo vệ nó không dám cưa, nó nói không được cưa, chừng nào người ấy chị phải có giấy đồ tờ chứ không có cưa bậy được. Rồi cúp điện ở trong nhà 5-7 ngày không có điện, chuyện bình thường mình có hết rồi. Cho nên là mình mới có lòng từ tâm hơn mọi người một tí xíu, mình thấy mọi người khổ mình không không giúp thì không được. Cuộc đời thì có cái người mình phải trải qua sóng gió thì mình mới mỗi ngày mình mới ok lên được. À, số điện thoại của em là 0964 90 5730. Đúng rồi, phải lên bờ xuống ruộng. Cuộc đời mà nếu mà cứ màu hồng êm ả trôi đi vậy nó nhàm chán lắm, đúng không? Phải có phiêu lưu mạo hiểm, có những lúc thăng thiệt thăng, có những trầm thiệt trầm thì mình mới quý giá những gì mình có ở cái đích đến. Cơ bản của một người á không phải là bao nhiêu tiền là đủ, con người không có bao giờ thấy đủ cả. Hôm nay tôi có đi làm được 1 triệu, ngày mai tôi muốn ước mơ làm 5 triệu, và khi tôi làm được 5 triệu tôi ước mơ tôi làm được 10 triệu. Nhưng con người chỉ hạnh phúc khi thỏa mãn với những gì mình làm được, những gì mình có. Đơn giản như vậy nè, nếu như bạn thỏa mãn với một cái người vợ trong gia đình thì mình sẽ không đi kiếm một người đàn bà khác, cũng như người này người đàn bà thôi. Nói vui luôn, nói đến mức mà gọi là thầm tệ nhất trong chuyện trai gái,
Nếu mình thật sự thỏa mãn với một người đó, đi kiếm người khác để làm cái gì, đúng không? Các anh chị có vợ có chồng rồi sẽ biết chuyện này. Còn giống như cuộc sống vậy, mình thỏa mãn với mỗi ngày đi làm được 1 triệu thì mình phải hạ cớ gì cực. Mình hứa với mọi người ha, mình sẽ cố gắng là hoàn thiện hết, Quynh hoàn tất hết những cái 6 tháng cuối năm với mọi người. Còn giống như mà chuyện của mình nói với mọi người đó, mọi người ai ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh muốn tham gia cùng cái buổi đi phát quà từ thiện an vị ngài Bồ Tát cũng như là cúng cầu an giải hạn thì đăng ký với mình. Dạ, cứ mình nói cứ thật lòng ra là nó sẽ thu hút mọi người thôi chứ còn không có cái gì đâu. Chia sẻ với mọi người những cái điều mà nó thật sự trong cuộc sống mình gặp phải. Anh chia sẻ với Nghĩa như vậy nè. Cái lúc mà anh rơi vào bế tắc, anh 3 lần trắng tay rồi, lần đầu trắng tay rồi lần thứ hai lần thứ ba, 3 lần trắng tay rồi và anh nói là sao cuộc sống nó khó khăn quá. Anh từng chồng cái cổ của mình vào cái dây thòng lọng, đúng không? Nhưng mà đều có làm sao không có rồi, cho nên là anh mới biết được cái cảm giác của cái người mà không còn gì, mất cả ý chí. Nếu như anh hèn nhát tới lúc đó, buông cái chân cái là xong, đẩy cái ghế cái là xong, đơn giản mà. Một khi mình quyết chết thì cỡ nào mình chết cũng được, nhưng đối với nhiều người chưa chết là hết nhẹ nhàng, chắc gì nhẹ nhàng đâu. Dạ, số điện thoại là 0964 905730. Nếu mà mọi người muốn đăng ký thì đăng ký vào Facebook hoặc là gọi cái điện số điện thoại của mình mới cho đó, là đăng ký luôn rồi. Mọi người đi rồi mọi người mới thấy rằng nó linh nghiệm hay không. Đi vào sáng sáng ngày thứ bảy, tối ngày thứ bảy về thôi. Đi lúc 6 giờ sáng và về tới đây chắc khoảng 6-7 giờ gì đó. Nói thật sự áp lực cuộc sống của cái năm nay thì rất rất là nhiều. Cho nên là mình nói thật lòng như vậy là đừng đừng có buông xuôi. Cuộc sống này không bế tắc đâu. Mình không có xúi mọi người là giật nợ. Nhưng mà bây giờ này, nếu rơi vào bế tắc, mọi người có thể bỏ cái chỗ này đi chỗ khác, bắt đầu lại từ đầu. Nhiều người nói là trời ơi tôi đang sống ở trên mây, như từng sống là một đế vương, từng nói chung là ăn sang mặc sướng, đi xe xịn, cứ không còn một cái gì hết, một nửa gói mì Hội trong một buổi ăn, bắt đầu lại làm cái gì. Thậm chí anh nói đơn giản thôi, để có cuộc sống thời này không giết người ta chết, không để đau đói, lấy chiếc xe Honda ra đăng ký chạy ráp để mà qua ngày đã. Đừng nghĩ những gì mình mất mà nghĩ là những gì mình còn. Mình đang sở hữu một khối tài sản rất là lớn, nói vui chứ tim gan phèo phổi bán được vài tỷ. Đúng không? Bản thân mình đang sở hữu chứ bộ. Nói cái chỗ này nè, đôi bàn tay mình còn là mình còn lại làm ra được. Giờ nợ nó vô nó dí vô đây kia, đâu có chết đâu, tôi tắt máy tôi đi chỗ khác, đúng không? Dí quá chịu không nổi, tôi đi Bình Dương bán nước tương đó. Rồi là tôi đi mũi né, tôi né nợ bình thường, cuộc sống mà, đúng không? Mai mốt làm có tiền tính lại sao.
chứ còn bây giờ tự nhiên có nhiều người ôm cả vợ cả con nhảy xuống sông chết chi vậy. Không nên. Đúng rồi, tránh cái cầu xóa nợ ra. Nói thật sự ra mà nói nè, ở miền Nam làm mắc nợ sinh ra miền Bắc, đúng không? Đi làm phụ hồ mẹ nó tới mình nó thấy khổ quá, thằng này nó giết mình, đúng không? Đâu ai giết mình đâu. Nhục, chết mới nhục, thấy không? Chết vì nợ mà đem đi nhảy cái đầu chết, người ta nói trời cái thằng này thì nó làm sao á. Đừng có làm như vậy. Tại vì biết sao? Đơn giản một điều là cái mạng không phải là của mình, cái mạng là mình đang vay của cha mẹ mình. Đừng để cha mẹ mình nó không cho mình vay không đòi được. Nhiều khi trong cả một gia đình như thế này nè, 5-7 người, nhưng mà mấy người khi được thương mình không được thương cũng không sao. Vì sao? Vì cái mạng này mình có là do cha mẹ mình đưa ra. Đừng có gì nó, đừng có gì cái áp lực bên ngoài. Cuộc sống thì cái năm nay áp lực kinh khủng lắm. Có nhiều người đang có cả 100 tỷ, quay qua không còn gì cả. Nhưng mà đối với mình không phải là không còn, còn cái mạng và còn cái kinh nghiệm đã mất 100 tỷ đó. Cái gì nó cũng có giá của nó. Bài học 100 tỷ, đúng không? Có thể mình làm sẽ không được, nhưng mà không ai muốn mình làm nhỏ 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 lại, nó lại khác. Chính xác, đối với mình là giữ được cái mạng là còn làm lại từ đầu. Mình nói thật, trong cuộc đời khổ, đúng không? Rơi vào thăng trầm, có thể nói trong cuộc sống rơi vào thăng trầm của mình. Hồi xưa mình kể lại cuộc đời của mình là nói này, 9-10 tuổi thôi ba mẹ mình ly thân, đúng không? Mà biết ba mẹ mình ly thân khi mà còn nhỏ mà. Ba mình dắt ba đứa về Đà Lạt sống. Mình thì lại vốn dĩ lém đỉnh. Và nói thật sự luôn, ngày xưa mình sợ đối đầu với sự thật. Mình sợ đối đầu với cái sự, cái gì đó mình làm sai. Mình lỡ làm sai là mình hay chạy trốn, nhưng không ai dạy mình hết. Cơ bản hồi xưa là mình chỉ nuôi để sống thôi. Mình từng bị đòn, bị mấy chú, mà nói chung là hồi xưa mình mấy chú còn nhỏ, mình làm sai là cứ đè đầu đánh thôi. Mình tức quá mình bỏ nhà đi bụi thứ năm mình 9 tuổi. 9 tuổi là mình đã đi từ Đà Lạt đến Sài Gòn chỉ với cái quần đùi và một cái áo thun cỡ này thôi nè, lạnh, rất lạnh luôn. Nhưng mà mình làm lỗi mình đi. Đi xuống Sài Gòn, cái Sài Gòn phải đơn giản để kiếm một cái con người. Làm gì đánh giày, đúng không? Làm mọi thứ để sống. Mình cũng từng phải đi từng bán, từng tấm vé số. Khi mà mình đi xuống Sài Gòn mình tìm ba mẹ mình xong rồi, cái ba mình thấy xót quá, ba mẹ mình về ở lại với nhau ở quận 4. Mới đi học lớp 4 thôi, thấy thằng kế bên nhà chiều cái nó đi, nó không được đi học, và nó lớp 4 nó không được đi học, nó chỉ đi bán vé số thôi. Cái em mày cho tao đi bán chung, tao bán phụ mày chắc. Cái bán cho nó, cái bán, cái mình cũng nghĩ là đi phụ bán đi cho vui, được đi chơi vòng vòng. Cái đi học về đi bán với nó. Cái bán một lọt mình cũng trắng trẻo đẹp trai, bán nhiều người mua. Cái đi một vòng vậy nó cho mình 2.000, bán được mấy chục tờ nó cho mình 2.000. Hồi xưa mình nhớ là tờ giấy số là còn là 1.000, thì bán 10 tờ lời được 1.200, thì được mình bán mấy chục tờ nó cho mình 2.000. Cái được ăn sáng, phải xong nó đi với nó 2-3 ngày, cái chạy về kêu bà già, mẹ 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 cho con vô 20.000
mới làm gì? Mẹ mình nữa đó, không, con muốn bán cái số để con kiếm tiền để con ăn sáng. Tại vì sao? Tại vì nhỏ mà thấy người ta có tiền mẹ cho ăn sáng, còn mình dân ở trên Đà Lạt xuống khổ thấy bà làm gì có được ăn sáng. À, thế là ăn sáng. Cho nên là bây giờ mình thấy người nào đi ngoài đường bán vé số là mình hay mua. Hay nhiều khi mua, có đợt mình dò mình trúng 4 con mà lố mẹ nó ngày rồi. Tại vì mình đâu có thấy, đâu có dò đâu. Cầm tiền cho họ thì mình thấy mình tiếc mua tờ vé số. Vì sao? Vì mình từng như họ. Họ làm sao? Họ rơi vào cái vòng xoáy của cuộc sống, họ khổ thì khổ, nhưng mà họ làm ăn chân chính để mà kiếm được đồng tiền nuôi thân, là đạo hào, đã là người tốt rồi. Đúng rồi, trong cuộc sống thì phải là những người nhiều khi nha. À, có nhiều người hỏi tới hỏi mình công việc, hỏi mình về cuộc sống, hỏi mình cách để mà phát triển tiếp. Mình chia sẻ xong mình nói em không giỏi, nhưng em đã trải nghiệm rồi. Em mới 43 tuổi nhưng mà em có một cuộc sống sóng gió nhiều quá. Sóng gió có thể là do thời vận, sóng gió có thể là do tự bản thân em tạo ra. Hồi nhẹ làm sao? Không mê gì á, mê đá banh đó, đúng không? Manchester rồi này kia kia nọ, trắng tay một lần. À, cho nên là cuộc sống này á, đừng vì một thất bại của ngày hôm nay mà buông xuôi tất cả, hủy hoại bản thân mình. Vì mình còn khối óc, mình còn đôi tay, không làm được chuyện lớn nhưng mà làm được cái chuyện nuôi bản thân mình là được rồi. Mình phải sống để chờ cái thời vận nó tới. Thời vận của mình đã nói rồi mà, trong cuộc sống thì nó có những năm đi lên và những năm đi xuống, gọi là thăng và trầm. Mình đang ở trong những nốt trầm, sống nó đi, qua hết nốt trầm thì phải tới nốt thăng. Bản nhạc không thể nào cứ trầm mãi được, bản nhạc sẽ có lúc thăng. Mình chỉ chờ nó tới nốt thăng để mà tỏa sáng thôi. Trong mỗi cuộc đời thì chắc chắn rằng bạn sẽ có một ngày được tỏ sáng. Không biết nó đến sớm đến muộn. Có thể có nhiều người khoảng thời gian từ hai mấy tới bốn mấy giàu lắm, sau bốn mấy nó lụi xuống. Chuyện đó bình thường trong xã hội. Nhưng cũng có những người cực khổ mãi cho tới năm năm, bốn mươi mấy, năm mươi tuổi mới bắt đầu vượng phát lên. Cũng không biết được. Đừng có cười người hôm trước rằng à, mày nghèo, mày không có gì. Chưa chắc đâu qua, đúng không? Năm năm sau, cuộc đời mà không nói trước được chuyện gì cả. Cũng giống như Việt Nam, đúng không? Hai năm trước, ba năm trước, có tiền bao nhiêu là xin chạy qua Mỹ, xin chạy qua Úc, xin chạy qua... Xin lỗi, bây giờ có tiền, xin chạy về Việt Nam. Gió đổi chiều là chuyện bình thường trong xã hội thôi. Thời điểm xã hội nó sẽ tạo ra những cái bước ngoặt trong cuộc sống, đơn giản như thế này nè. À, mỗi cái giai đoạn cuộc sống đều có những cái tín hiệu riêng. Lỡ như bạn đi thẳng, đang đi thẳng trên con đường bon bon, bạn gặp một cái bức tường, bạn không thể vượt qua nó, bạn tức tối, bạn khó chịu, bạn cảm thấy mình bực bội lắm, thất vọng tràn về, tại sao ông trời lại hại tôi. À, nhưng mà rồi mình trấn tĩnh, mình rẽ trái, mình rẽ phải, đích đến của mình ở phía trước mà. Mình không đi thẳng được thì mình rẽ trái rẽ phải, mình đi vòng. Nhưng chắc gì bạn đi 2 năm nữa, cái con đường đó nó không rơi xuống vực thẳm. Con đường đi thẳng nó không rơi xuống vực thẳm. Mình biết đâu được là trong khi bạn cua đi vòng đó, bạn có được nhiều sự thành công hơn. Hôm nay bạn thất bại ở đây, hôm nay bạn trắng tay ở cái lĩnh vực này, bạn phải thay đổi, bạn bỏ xứ, bạn đi, bạn gây dựng ở chỗ khác. Nếu như bạn đủ ý chí,
Bạn đủ kinh nghiệm, thất bại đem lại cho bạn một kinh nghiệm sống. Chắc gì 5 năm nữa bạn không bằng. Mình đã từng gặp rất nhiều hoàn cảnh, đặc biệt là những người miền Bắc. Trắng tay xong cái vào Buôn Ma Thuột, vào Đắk Nông, vào những cái vùng mà sâu vùng xa, gây dựng lại. Rồi 5-3 năm nữa họ có cả chục tỷ trong tay, họ làm ăn khấm khá lên. Chuyện đó bình thường mà. Nhưng nếu như bạn ra cái cầu xó nợ là bạn sẽ không bao giờ có được cái việc đó. Bạn không có cơ hội để mà quay về nói với mọi người rằng ừ, tôi cũng có thất bại nhưng bây giờ tôi có thành công. Bạn có thể thiếu nợ bây giờ đi, nhưng mà bạn là một người quân tử, một người sống tốt, một người rành mạch. 5-3 năm nữa có tiền, dạ em xin trả lại anh. Tại lúc đó em khó quá, em khổ quá, em không còn cách nào khác, em phải đi, em phải trốn. Là chuyện bình thường thôi, cuộc đời mà. Chắc gì ai không nợ. Đúng rồi, đúng không? Có thể là đối với nhiều người 20 năm vừa rồi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình thích quay về Việt Nam như thế. Cho nên là đừng có nói trước điều gì hết. Đúng không? Thôi tám mọi người nói hồi nó lan man quá rồi. Thôi chúc mọi người một buổi tối cuối tuần vui vẻ ha. Ngày mai cuối tuần mình sẽ hơi bận biệt một tí xíu. Dĩ nhiên là học nhiều sẽ có được những cái kinh nghiệm nhiều hơn. Dạ chào chị Yên Trần. Dạ đúng rồi, nói thật sự là vậy. Cuộc sống thì đừng có cái gì một cái thất bại của ngày hôm nay mà kết thúc đi nhiều thứ mình đã có. Lê Thị Tuyết Nhung, tức là em vay mượn 1.000 không ai cho, tức là em có phước rồi. Dạ không có gì đâu ạ. Cảm ơn mọi người nhiều. Em chỉ chia sẻ những gì mà chân tình nhất mà em trải qua. Em không phải là nhà diễn giải, cũng không phải là một thánh nhân như các thầy rồi diễn giải trong cuộc sống, nhưng em nói một cách rất là chân tình. Đúng rồi, nói thật sự một điều như nè, ông trời chưa bao giờ lấy ác của ai hết, tất cả mọi thứ, trừ khi ông lấy cái mạng của mình là đúng là ông lấy hết mọi thứ đó. Nhưng mà ông trời có đức hiếu sinh, đúng không? Ông không có muốn lấy mạng của ai đâu, nhưng mà nghiệp duyên của mình thì phải chịu thôi. Những anh chị mà lớn tuổi, lớn hơn em, trải nghiệm nó sẽ hơn em, sẽ có nhiều cái ý nghĩa sâu sắc hơn, nhưng mà là anh chị không có sâu chuỗi nó, không chia sẻ nó thôi. Chứ còn nếu mà nói hay thì em cũng chưa phải là một người hay đâu. Có nhiều người rất là giỏi, tâm họ rất tốt. Và nói giỏi về tử vi, em nói thật với mấy anh mấy chị, em phải người giỏi nhất. Thứ nhất là sư phụ em còn sống, là em không phải người giỏi nhất rồi. Sư phụ em mới là giỏi hơn em, giỏi mới dạy ra em. Thế là chắc là sư phụ em là giỏi nhất. Nhưng mà cái đó là chỉ tính về cái chuyện tông môn thôi. Còn anh nói là em đi ra ngoài, em thấy có nhiều người giỏi cực kỳ, nhưng chẳng qua họ không có ý giúp đỡ. À vậy thôi. Mậu ngọ như anh đã nói, tháng 6 là tháng cực tốt. Nếu năm nay là mậu ngọ là tháng cực tốt, vậy thôi chứ còn không thể nào nói tốt hơn được. Dạ.
Chí Huỳnh có đưa số điện thoại lên đó, mọi người có muốn gọi thì mọi người gọi ha. Số điện thoại của mình là 0964905730. Mọi người gọi vào đó thì anh trợ lý anh sẽ sắp xếp mọi việc, mình sẽ lần lượt gọi lại cho mọi người. Hy vọng rằng là mình nói thật lòng nha, mình là một người con Việt, dù rằng là thế hệ trước của mình là ngụy quân ngụy quyền gì đó, nhưng mà mình sống trên đất Việt, mình uống nước của cái mảnh đất này, mình ăn từ những hạt lúa của mảnh đất này, cho nên là mình rất là yêu cái đất nước Việt Nam. Thì mình hy vọng rằng là những gì mình thấy, mình chiêm nghiệm và chiêm tinh trong những tháng qua là tốt đẹp. Khi mà sao tham lam đang nuốt những cái sao trụ ở phương Bắc thì tứ phía đều có địch, hy vọng rằng họ suy yếu, và họ suy yếu thì họ sẽ không có làm khó chúng ta trong những cái việc này, trong công các cái việc chính sự. Mình thì cũng không dám nói nhiều quá về chính sự, nhưng mà hy vọng điều đó là đúng. Và khi mà cái nước đó suy yếu thì chính trường của chúng ta sẽ chuyển sang một cái về hướng Tây và phát triển tốt đẹp hơn. Mọi người sẽ đỡ khổ hơn, cuộc sống của người Việt Nam nói chung sẽ được phát triển tốt đẹp, đó là điều mình mong muốn nhất. Modern, anh nói thật sự gì nè, bản thân anh á, khi mà cho ai mượn thì anh cứ nghĩ rằng nó mất rồi, cho nên là anh không có quan tâm. Ví dụ giống như là anh kể hồi nãy là anh cho cái anh kia anh mượn, thì mình sẽ nói nè, mình đứng ra mình mượn giùm, nhưng mà mình cũng đinh ninh trong lòng là anh có trả thì nhận, không trả thì thôi, coi như là mình đã ở người đó. Một khi đã ra công giúp đỡ thì cũng trả cũng được, không trả cũng trả sao. Nhiều hơn số đó nhiều em. Nghĩa là nếu mà với anh á, mà tổng cái số nợ mà mọi người mượn anh, người 50, 30, 100, 150, 200 gì đó, rồi 500, 300 rồi gì á, thì hiện tại tổng số nợ của anh thì là khoảng gần 3 tỷ. Nhưng mà anh nợ của người ta cũng gần 2 tỷ mấy 3 tỷ. Đó. Cho nên là chuyện mà có nợ là mình phải còn cố gắng phấn đấu. Chứ anh cũng còn nợ. Chứ anh không phải không có tiền đâu. Anh có tiền. Nhiều người cứ anh nói anh nghèo không ai tin. Anh nói hiện tại nói chung là cũng dại do đăng cái bài 55 triệu đó đó. Bây giờ rất rất là nhiều người nhắn tin anh ba là Bồ Tát sống, cho giúp em giùm cái này kia kia nọ. Nói thật sự ra mà nói nè, cũng muốn giúp lắm nhưng mà không có tiền, đang đồng tiền, tiền tổ chức lễ đây còn đang thiếu đây nè. Cho nên là không, im luôn, đã đọc mà không trả lời, không có dám, không có dám ấy. Dạ. Cuộc sống mà nói gì là nó có nhiều cái khía cạnh mà mình phải để ý ha. Dạ, An Gia Nhật Ký xin chào ạ. Thôi, trễ rồi mình cũng sẽ ngừng lại ở đây để chấm một cái lá số, sáng mai mình phải hoàn tất cái lá số cho một người nữa. Chí Huỳnh, 85 triệu, đó là 85 triệu mà anh cho đưa em thì anh không bao giờ anh nghĩ cái gì đâu, đừng có suy nghĩ thêm nặng nề. Dĩ nhiên là ở đây có Trí Huỳnh, hình như là đợt đó mình đưa cho Trí Huỳnh 85 triệu để mà trồng dưa,
nhưng mà thất bại thì thôi, thất bại thì coi như là thôi xong, mình coi như mình không có ghi nhớ gì hết á. Có chứ mình nhớ nhớ chứ anh không nhớ đâu, anh nói thiệt lòng. Em nhắc anh mới nhớ là anh có đưa em đó 5 triệu chứ thật sự là anh cũng không nhớ đâu. Mà đó 5 triệu đó là anh mượn đó, anh trả cho người ta rồi, em yên tâm nha. Mình sẽ tạo cái group, và nếu mà những người nào đó mình tạo cái group cho nhau, mình chia sẻ với nhau, giúp nhau ở trong cuộc sống, giúp nhau ở trong làm ăn, giúp nhau ở trong mọi thứ để mà có tốt hơn. Mình thí dụ như anh mà nó giúp Trí đi, Trí mà làm ăn được thì em lại có cái tâm từ bi đó, em được anh giúp thì mai mốt em sẽ có cái tự động, em sẽ nghĩ rằng mình đã được một người nào đó giúp thì bây giờ mình sẽ giúp lại một người khác, đúng không? Em inbox cho Facebook đi rồi anh gửi cho tài khoản nha. Dạ chị Phượng Phương mình sẽ là mấy ạ? Được tường vlog được mà, nó sao em cứ sắp xếp đi rồi anh ghé giùm xem cho nha. Mỗi người chọn một cách sống, phải không? Thí dụ như anh nói nè, nhiều người nói anh là trời ơi, để tiền nó đi làm đẹp, anh đâu cần để tiền làm đẹp, anh đi làm từ thiện tự nhiên anh đẹp ra, thì cũng giống như là anh bỏ tiền đi làm đẹp vậy thôi, cứ tưởng tượng vậy. Mọi người đang xem có ai chưa bấm nút này thì bấm giùm mình đi ạ, thử có 1.000 bán được bao nhiêu like. Cuộc sống là như vậy đó, đối với mình là cải thiện được cái gì đó, giúp mọi người thay đổi ra một cái khía cạnh là cuộc sống thì nó sẽ ok. Và bảo thế mình sẽ không có thường xuyên xem, mình không có trả lời tử vi ở trong cái này đâu ạ, trong cái buổi live stream đâu ạ, mình sẽ nó ngắt cái câu chuyện quá. Mình cứ nghĩ như nè, em cứ nghĩ là ông trời thử thách mình đi, ông thử thách mình coi mình khổ nhất là mình có dám làm từ thiện hay không. Tự nhiên mình có tiền mình làm từ thiện bình thường, nhưng mà mình khổ mình vẫn tiếp tục làm từ thiện đó là ngon. Chứng phải không? Anh ấy thì ở ngoài nói thật sự là trong video thì thấy anh già hơn, do là filter anh xài chắc nó chưa được đẹp, mai mốt anh sẽ kiếm cái filter nào nó ok hơn, chứ còn ở ngoài thì nhiều người vẫn nói là anh trẻ hơn và gọi là đẹp trai hơn ở trên trên livestream cũng như là trên video. Vậy là chứng tỏ anh xài app nó chưa có hết cái công dụng, đúng không? Anh chưa sống chưa đủ ảo, để vài bữa anh sống đủ ảo để coi nó như thế nào. Nhiều người lúc mà live stream họ phải đủ ảo thì họ mới live stream, còn anh thì thôi, như đây anh thấy đủ rồi, ảo nữa chắc chết. Anh nói thật với có nhiều người ảo lắm, trời ơi, ở ngoài đã thì đã luôn. Tới hồi anh ra ngoài anh hỏi ủa, em là em gái của cái chị đó. Chị là chị gái của cái chị đó. Nói thật một điều gì nè,
mình đó là chỉ là người chiêm nghiệm giỏi cái việc mà phân tích lại mọi điều thôi, chứ còn mà nói gọi là giỏi luận đó thì mình không giỏi bằng kinh dịch. Cảm ơn Châu Châu, lúc này ba sống ảo quá. Nói chung là phải ảo tí xíu nó mới vui. Cũng có người nói là dạo này em sống ảo lắm, tiền không có xài đem cho người này mượn, cho người kia vay để mà lấy tiếng. Anh nói xin lỗi, anh cười lên đấy, tiếng thì cần gì phải lấy, đúng không? Một khi là người ta gọi là hữu xạ thì tự nhiên hương. Nếu như mình thật sự tốt, mình thật sự sống đúng thì tự động sẽ có nhiều người. Ví dụ những cái việc mà anh đi giúp cái chỗ này, giúp chỗ kia, anh cũng cần phải nói, tự động người này đồn người kia. Nữ mạng đinh tỷ, nói chung như là vậy nè, để có nụ cười tươi vậy á, là mình nói thật sự ra á, là phải luyện tập, chứ không có phải là ngày một ngày hai là được đâu. Tức là nếu nếu như mọi người làm cái công việc mà phải có cái giao tiếp nói chuyện thường xuyên thì mọi người phải chịu khó mỗi tuần hai ngày hay một ngày gì đó, một ngày nửa tiếng bỏ ra nhìn mình trong kính và cười, để nhìn mình cười có đẹp chưa. Bà nội cười thấy gớm, mình cười mình còn thấy gớm, muốn ói, muốn hồn người đối diện, đúng không? Biết là mình cười như thế nào là đẹp ha. Rồi nói chuyện, ví dụ như nói trời ơi vậy kia, trời, nói nghe xong muốn nổi da gà luôn, chép nhiều quá, đúng không? Hạ giọng xuống cổ họng, nói cho nó thanh thoát ra, nói chữ nào dứt khoát chữ đó thì nó lời khác. Có nhiều người lên TV đọc cái diễn văn, trời, nghe muốn nghe hoài. Có nhiều ông đọc diễn văn, trời ơi, nó nghe muốn nổi da gà, muốn đè đầu, muốn chặt cổ ông cho thấy bà luôn. Cái gì nó cũng phải thông qua luyện tập hết. Cười cũng vậy. Nếu mà đi ra Quy Nhơn thì anh lấy cả tiền vé tiền đồ, anh lấy 15 triệu. Nếu được thì em cứ gọi sắp xếp đi anh bay ra, tại vì tiền vé tiền đi là hết 5 triệu rồi, đi 2 ngày chứ đâu có thể 1 ngày được. Đinh Mão là tháng Đinh Mão thì tháng 6 là tháng tam hợp của mình, tuy nhiên là quý nó khắc đinh, cẩn thận công việc gây hao tốn nha. Nếu mà là nữ mạng thì quên, sẽ đỡ hơn nam mạng. Nam mạng coi chừng. Hiền Nguyễn thôi, xin chào mọi người, cũng khuya rồi, chúc mọi người một buổi tối ngon giấc. Tám với mọi người một buổi coi như là cả 100 phút. Mình để mình tập trung hơn là mọi người. Nếu ở Tân Bình thì xem phong thủy anh lấy có 3 triệu thôi. Xem phong thủy ở Tân Bình anh lấy 3 triệu thôi. Anh đang cày cuốc để gom tiền làm từ thiện. Tại vì anh thấy rằng cái đợt dịch bệnh này thì thường nhiều người khổ quá. Mà bây giờ mà đợt dịch bệnh này, đợt trước đó là anh làm miễn phí cho tất cả mọi người. Rồi sau đó thì anh leo lên đây, anh mỗi lần anh đi làm từ thiện thì anh giác mặt lên anh xin. Nhưng mà có những người thì do anh giúp đỡ đó, thì họ bận biểu quá, họ đâu bao giờ họ lên YouTube đâu. Họ bận biểu với công việc làm ăn quá, họ không lên YouTube. Tới hồi lên xin họ đâu có xin họ được đâu. Cho nên là bây giờ thôi, tốt nhất là cứ lấy tiền đi. Mà xong rồi có tiền đó mình
có tiền cũng làm gì thì làm. Với lại là mọi người cũng biết rồi, theo luật pháp Việt Nam là cá nhân không được quyền vận động các cái khoản từ thiện. Cho nên là mọi người mình đi làm, mình lấy công của mình đi làm từ thiện là chắc ăn nhất. Còn nếu như mọi người có lòng thương thì cho mình làm để mình đi làm từ thiện, chứ đừng làm ơn là quyên góp từ thiện. Mình không muốn giống như Phan Anh ha, là bị cắt hết tùm lum hết mọi thứ. Dạ, Kiều Phương đi Đồng Tháp rồi đi tùy tỉnh, tùy huyện chứ trời, có huyện xa đâu, xa quá thì anh cũng không nói được. Tại vì cũng không mắc đâu em, vài triệu. Xem phong thủy em cũng đi Vĩnh Long rồi này kia thì khoảng 5 triệu thôi em, tiền xe thôi. Anh không có lấy nhiều đâu. Xuống Bà Rịa thì anh lấy 5-6 triệu gì đó em, 5 triệu thôi. Tại vì tiền xe. Đi về thì em tính đi về xe thuê xe thì cũng hết 3 triệu rồi. Anh không lấy mắt đâu mọi người. Nếu như ở đây thì có Trí Trí Huỳnh ha, người mà anh đưa cho 85 triệu. Anh đến nhà Trí Huỳnh anh chỉ xin chai nước thôi. Anh xem phong thủy cho Trí Huỳnh từ đây xuống tới Phong Điền, Cần Thơ. Anh chỉnh sửa mọi thứ bàn thờ lại cho tốt đẹp đằng này kia. Anh chỉ xin chai nước là đi về. Tại sao? Thì Trí Huỳnh quá khổ. Anh lấy tiền nhưng mà nếu như mà thật sự tới mà mọi người quá khổ thì anh cũng sẽ không nhận. Đặc biệt là những người mà phải đi mượn nợ mà kêu anh đó, là đặc biệt là anh biết liền à. Mọi người không giấu được anh đâu. À, lên Củ Chi mà tùy coi cái gì vậy chị? Phạm Luân lên Củ Chi coi cái gì? Coi xưởng thì em lấy 5 triệu mà coi nhà thì em lấy có 3 triệu thôi. Dạ chị, bây giờ là chờ Úc nó mở cửa thôi. Em mới gia hạn visa của Úc rồi. Em visa của Úc là hình như là hết hạn cách đây 1-2 ngày vậy đó. Em mới gia hạn rồi. Chừng nào border của Úc nó mở ra thì em đi rồi. Dạ, đặc lịch em thì gọi cho cái số điện thoại 0964905730 là đặc lịch em. Rồi đó là nếu như mà gọi không được á thì mọi người nhắn tin giùm em là đặc lịch xem phong thủy thì tự động cái anh trợ lý em sẽ gọi lại, em sẽ coi. Dạ, đi trong thành phố thì mình lấy 3 triệu thôi ạ. Đi ở Bến Lức thì lấy 4-5 triệu, tùy xa gần hả chị? Dạ, vậy đi xem phong thủy cái nhà thì chị cứ gọi chỗ Vinh đi, Vinh nó sẽ nói cho chị nghe. Đi Sóc Trăng là phải 10 triệu, đi Sóc Trăng hơi xa. Dạ, chị Long Phùng. À, chị gọi cho trợ lý em đi rồi trợ lý em sẽ sắp xếp cho ạ. Dạ, trước khi em sang Úc thì em sẽ thông báo là em sang Úc từ khoảng nào và em ở Melbourne là mấy ngày, ở Sydney mấy ngày. Và em nghe nói là ở Perth rất là đẹp, rất là yên bình và em sẽ muốn đến Perth một lần. Dạ, đi ở Phong Thủy quận 8 thì mình lấy 3 triệu thôi ạ. Đi Phú Yên thì mình lấy 12-15 triệu gì đó tùy. Đi Phú Yên thì mình lấy 10 triệu. Mình đang có chuyến chuẩn bị đi Phú Yên vào ngày 29 tháng này. 29 tây tháng này là mình đi Phú Yên. Thì đi Đà Nẵng thì cũng giống như đi Quy Nhơn thôi, mình lấy 15 triệu. Làm tiền vé mình tự lo hết. Xe thì dĩ nhiên là anh đi bằng xe của anh rồi, anh lấy 3 triệu thôi. Anh có xe, em yên tâm. Anh cũng có chiếc xe hơi nhỏ nhỏ để đi đây đi đó, yên tâm.
Rồi mọi người ở đây giống giống như hỏi giá đi xem phong thủy. Mọi người cứ gọi cho anh trợ lý đi, anh trợ lý anh sẽ sắp xếp cho mọi người nha. Dạ nếu như mà đi Phú Yên thì từ Phú Yên phải bắt xe ra Quy Nhơn, thì đó thì mình nói là nếu mà sắp xếp được thì nếu Quy Nhơn là ngày 29 này mình sẽ có chuyến đi Quy Nhơn, 29-30 mình sẽ ở Quy Nhơn, 29-30 tháng này mình sẽ ở Quy Nhơn, 24-25 là mình ở Khánh Hòa, mình đi Ninh Hòa và Phú Yên. À ngoài thủ đô camera hả chị, ngon à. Dạ đi đâu mình cũng đi hết à. Số điện thoại của mình là mình đánh lại cho ha, 0964905730, đó là số điện thoại của anh trợ lý á. Dạ nè Bến Tre lấy 5 triệu thôi. Nói chung á là mình đi xem phong thủy thì không à, mình là như vậy nè, mình tới mình xem để giải quyết cái vấn đề đó như thế nào, tức là mình phải khám được cái bệnh cho cái nhà đó, à sau đó rồi mình mới đưa ra những mình phải kê đơn. À, thường thì mình không bao giờ có ý là mình bán cái đồ phong thủy cả, mình sẽ chỉ chỗ cho mọi người đi mua, mọi người tự ra đó mà tự thử, mình không có liên quan, chứ mình biết cái khu đó nó bán cái thu thứ đó, còn ra đó vô cửa hàng nào là do tùy duyên mọi người. Còn trừ trường hợp nào là cái nhà nó bị cái gì mà nặng nề cần phải trục hay là cái gì đó thì mình sẽ phải làm thôi, còn mà còn lại thì mình không làm, mình chỉ đi chẩn bệnh thôi, mình là bác sĩ thôi, kê to tự ra ngoài nhà thuốc mua thuốc uống ha, mình nói trước. Dạ ra bà ra Đà Nẵng thì mình lấy 15 triệu. À, mọi người làm sao làm được đặt lịch cho mình là từ ngày rằm tháng 6 cho tới ngày 19 tháng 6 nha. Sau ngày 19 tháng 6 thì sao không được, thì khoảng thời gian đó là mình phải tập trung, mình chạy đi lo cái việc để cúng tế cho mọi cúng tế cái việc an vị tượng Phật mình mới kể ở trên cái đầu cái video. À, cộng với là cái việc mà mình cúng cầu an giải hạn cho mọi người. À, đi Đà Nẵng thì là 15 triệu cho một cái nhà, mình nói trước. Tại vì Đà Nẵng nó hơi xa. Thì nếu mà đi chung thì mình sẽ giảm vé máy bay cho mọi người. Ví dụ như lỡ người nào đã mời mình rồi mình chung chuyến thì mình sẽ không lấy tiền vé, phần vé máy bay mình lấy 10 triệu nếu mình đi chung chuyến. Sơn Kiều anh đi thuốc nốt thì anh lấy 10 triệu em. Rồi Vương Trần, anh gọi cái số điện thoại giùm mình nha, mình sẽ ấy cho. Cúng cầu an giải hạn là 1.000 đồng cho một người. Mình cúng cầu an giải hạn mắc lắm, 1.000 đồng cho một người, 1.000 Việt Nam đồng nha. Riêng mình cũng bán nhưng mình không biết là mình lấy mắc lắm, 1.000 đồng mà. Số nhiều mà. Đi quận 5 3 triệu em nha. Đi Bến Tre thì anh lấy 5 triệu em. Đồng Nai khúc nào Nguyễn Thị Mỹ Linh? À, em gọi cho em muốn đặt lịch anh đi đâu thì em gọi cho anh trợ lý á, anh sắp xếp chứ còn anh không có quyết định được đâu. Hiện tại thì lịch anh là khá dày, hình như là tới 3 tuần nữa thì anh mới bắt đầu có lịch đó. À, gọi cho anh là quản lý
em cho ảnh tên họ của những người cần cúng dài hạn, rồi đó là ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Cúng dài hạn thì đơn giản vậy đó, mọi người cho một cái danh sách, không bất kể là bao nhiêu người, mình không quan trọng. Còn mọi người muốn muốn cúng dường bao nhiêu thì đó là tùy tâm mọi người. Thực sự ra là cái này là mình đã bỏ tiền ra, mình mời mấy thầy rồi, mình đã trả tiền cúng dường cho các thầy rồi, mình mở tiền ra, mình nấu đồ ăn mời mọi người hôm đó rồi. Chỉ có là bây giờ mọi người nếu mà có đưa tiền cho mình trong cái chuyện mà cúng bái đó, thì mình gom lại mình cúng dường cho chùa để chùa xây dựng cái chánh điện. Cho nên là ra hỏi mình bao nhiêu tiền thì mình nói là mình lấy 1.000. 1.000 cũng là đóng góp rồi. Em liên lạc cái số đó đi, rồi là cái anh đó sẽ sắp xếp, thì anh sẽ gọi lại giùm cho nha. Đi Kiên Giang đặt giá cho anh lấy 10 triệu. Anh cũng mới vừa coi cho một cái căn ở Phú Cường, một căn ở ngay nhà phố Phú Cường, ở khu lấn biển. Nào anh cũng đi trong đó đó nè. Hải Phạm, em gọi cho trợ lý anh đi để anh có số đó, anh gọi cho anh đi rồi đó, anh sẽ giúp cho anh nha. Anh nói thật với em nè, vô dĩ nhiên khi coi phong thủy là chủ nhà phải nói tên, ngày tháng năm sinh, tuổi, những người trong nhà, cộng với hướng nhà biết đang thiếu nợ hay không, cầm ngân hàng hay chưa. Làm sao mà chị giấu anh được. Cúng anh thôi em, cúng anh 1 tấn gạo thì anh hùng vào anh lại cho người ta nhiều thêm. Hiện tại thì anh chỉ mới cho có 2 tấn gạo với 200 thùng mì thôi. Nếu như mà em cho thì anh sẽ tăng cái số quà cho mọi người. Người nghèo không thiếu đâu em. Còn nếu mà em cho anh 1 tấn gạo đó thì thí dụ như trên kia có 200 cái danh sách nghèo thì anh lại đi tỉnh khác anh cúng. Dạ đi Gia Lai thì em lấy 12 triệu. Gia Lai với máy bay rẻ hơn. Dạ số điện thoại của em là 0964905730. Đó là số điện thoại mà trợ lý em ấy. Tân Phú Đồng Nai thì em lấy 4 triệu thôi em. Năm nay anh làm được nhiều việc, tại vì 6-7 năm nay anh chưa bao giờ lấy tiền ăn hết á. Nhưng mà năm nay do dịch bệnh, mỗi lần đi xin tiền mà xin gạo, xin đồ để cho người nghèo khó quá, cho nên là lấy tiền đi làm. Nhưng mà vô tình lấy tiền như vậy á, là anh thấy hình như là mọi người vui hơn, mọi người thích hơn là anh không lấy tiền. Hình như là mọi người cảm thấy rằng anh xứng đáng được nhận tiền. Còn tiền đó anh dùng như thế nào thì đó là tùy tâm của anh. Thì anh rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ anh như thế đó. Thật sự mà nói thì ăn có hết âu thiệt luôn, ăn lòi bản họng ngày triệu bạc, ngày nào ăn sang lắm luôn. Sáng nay như dắt người bạn đi ăn nhà hàng luôn á, cũng có nhiều 900.000, ăn làm gì hết. Cảm ơn Quang Hoàng. Đi Tân Châu An Giang thì anh lấy 10 triệu nha. Vườn lan trung thủy. Còn không thì lấy lan đẹp trừ tiền. Nghe vườn lan khoái nha. Đằng trước nhà anh có lan, chưa có chỗ treo. Có chỗ treo lan mà chưa có lan, anh xuống anh lấy lan trừ. Tùy thôi à.
À, dạ thì nếu mà mọi người xem phong thủy thì mọi người có cái việc gì mọi người hỏi thì mình vẫn thể trả lời được. Dạ nào em nhắn tin anh được rồi, tại vì Facebook của anh nó đầy rồi, bây giờ mọi người chỉ có thể bấm theo dõi thôi, không có bấm xem được, không có bấm kết bạn được. Ok được à, anh khoái cái kèo này nha, vậy gọi điện đi. Không nói gì, nói với trợ lý anh, nói anh ba nói rồi đổi lan lấy tiền. À, Trần Phú Cường cũng xin bán nhà thì anh xuống, nếu mà ấy thì anh có thể gửi cho anh cái lập để em bán. Anh là người rất là may mắn trong mua bán, thì anh chỉ như nè, muốn bán nhà thì anh đến anh có làm cho mọi người á, là hoặc là anh chống dẫn gì đó, thì cái người xem nhà nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ rất là nhiều khách vô ra đùm đùm đùm, còn bán hay không là do em. Ví dụ vô giờ cái nhà của em người ta vô coi quá trời luôn, mà trị giá căn nhà nó chỉ có 6 tỷ mà em kêu 6 tỷ rưỡi làm sao em bán. À, cho nên là anh chỉ có cái nhiệm vụ là làm cho khách nó thấy cái nhà em sáng nó vô liên tục, còn bán không do em mà. Dạ Bạc Liêu thì mình lấy 10 triệu nha. À, nào nhắn tin qua Messenger cho anh đi nha. À, Facebook của mình tên là Ba Tử Vi, còn cái fanpage tên là anh Ba Tử Vi ở trên Facebook á. Dạ bán cái gì cũng được hết á, đừng có bán mình là được rồi. Mọi người muốn xin phép bán cái gì cũng được, quên lộn, xin lộc bán cái gì cũng được, nhưng đừng xin xin lộc bán mình là được rồi, tại vì bán mình không ai mua nữa. Già rồi, dai rồi, giờ này dạo này dai rồi, bốn mươi mấy dai rồi, hết hết nhai được rồi. Dạ về Khánh Hòa thì mình lấy 7 triệu thôi, tại vì vé bay Khánh Hòa rẻ lắm, vé bay Khánh Hòa thì đơn giản lắm. À, Khánh Hòa khúc nào Trần Phan Thị Trang, tại vì Khánh Hòa là ngày 24 này, thứ bảy chủ nhật này mình ở ngoài Khánh Hòa, mình ở ngoài Nha Trang, từ giữa thứ bảy chủ nhật này là Sa Đéc Khánh Hòa tiếp tục đá bóng. Không, rõ ràng là năm nay là năm xuân tháng tuổi của mình, nhưng mà mình bấm dương thế thì mình thấy rằng là mình giúp được nhiều người, trong đó có cái việc mà cải tạo cái sân 19 tháng 8 của Sa Đéc Khánh Hòa, với năm trận tại đây thì đều thắng với lại hòa chứ chưa thua trận nào, chỉ đi sân khách thôi, đi sân khách là thua thôi. Đi sân khách thì mình bó tay, vừa cái vụ mà vừa rồi gì huấn luyện viên phó của đội Quảng Nam mà ra sân của Nam Định rải đồ phong thủy bị cổ động viên Nam Định đè đánh, cho nên mình không dám đi mấy sân khách nữa, đi sân khách thì đánh chết. Dạ được em, sáng chủ nhật anh đi Vạn Ninh, sáng chủ nhật này anh sẽ đi Vạn Ninh để sáng chủ nhật tuần tới chứ, ngày 25 anh sẽ đi Vạn Ninh. Vạn Ninh ở khúc nào em? Ở Ba Bến Tre Ba Tri thì anh lấy 5 triệu. Dạ được chứ, Ngọc Châu ca. Phương Lý Thị Phương, Lý Phương Thúy gì nè. Mộ Ngọ thì em khỏi cần phải xin, tháng 6 em bán đất mất tiêu rồi, em xin làm gì mất cấp.
ở Vạn Ninh, ở Tu Bông hay là ở ngay Vạn Giả em? Phan Thị Trang nè, ngày xưa đáng lẽ là anh xích nữa làm rễ ở Tu Bông rồi đó chứ, mà tại gió quá lúc đó ốm ốm sợ nó bay. Là tháng 9, tháng 10 anh đi ngang đó, gió Tu Bông mà nắng đồng cọ, mà gió Tu Bông đi ra ngang đó sợ gió nó bay nên là thôi cuối cùng bỏ. Tìm đi em, tìm kỹ đi em, Facebook tên là Ba Tử Vi, dễ tìm lắm mà. Trời ơi, Tu Bông hả? Sao có duyên vậy? Anh ở ngay chỗ xe cháy nha em. Anh ở chỗ ngoài xe cháy á, hồi lúc trước là anh đã ở ngoài đó, ngoài xe cháy Tu Bông á. Nếu ai mời thì anh đi thôi em. Kỹ mùi thì cho nên chờ tới tháng 8 đi bán em. Tháng này mà em bán không được tháng khác. Dạ, Nhâm Tý thì năm nay thật sự là một năm rất là xấu. Tháng 5 và tháng 11 là xấu. Hạn 49 tuổi thì cúng không phải là số tiền mình cúng nhiều là mình sẽ được giảm cái xui hạn. Nhưng mà cúng nó sẽ nhẹ đi thôi. Cái còn không có nhất thiết là 1 tấn, 500kg cũng được anh. Miễn mình có cúng, mình có làm là nó giải bớt cái hạn cho mình rồi. Ha, dạ cảm ơn Nguyễn Lợi. Thôi đi ngủ, 10 giờ rồi, trời ơi, mai còn phải đi sớm nữa. Để mình sang đó mình xem cái vận hạn của anh đó. Rồi có ngày tháng năm sinh đó, mình sẽ biết nhiều hơn thôi là anh cần làm cái gì nữa không nha. Anh Vương Trần, nếu mà cúng được 1 tấn gạo là mình rất là mang ơn anh luôn. Tại vì là mình sẽ bớt được phần tiền của mình để mình cúng lại cho chùa, xây chùa. Ok, Phan Thị Trang gần chợ Tu Bông thì anh biết. Anh đó thì được có một cái anh xem phong thủy Hà Nội nè, Hải Dương nè, nói chung là các tỉnh miền Bắc anh xem hết rồi. Ở ngoài Điện Biên, riêng Điện Biên anh chưa đi thôi, chứ còn tất cả các tỉnh miền Bắc anh xem phong thủy cho một cái trường học 7 hecta nằm giữa thành phố Việt Trì. Xem phong thủy cho phòng của giám đốc sở này, giám đốc sở kia thì là mình rất là nhiều rồi. Chẳng qua là anh không có thói quen đưa những cái đó lên, nó thuộc dạng nhạy cảm. Thương thì người ta nói là khoa học, mà người ta ghét thì người ta nói đó là mê tín gì đâu. Cho nên là anh không có đưa lên những cái việc nào mà anh cảm thấy nó là không có bị người ta nói gì hết thì anh mới được. Ok, ok Vương Trần, vậy thì tốt quá. Quý Mão tháng 6 rất là tốt nè, Long Bảy Phan. Ok Trang. Dạ mình sẽ làm nha chị Long Nguyễn, chị yên tâm đi. Dạ sinh lộc đối với mình thì mình không có lấy tiền đâu. Lộc của mình thì mình không có lấy tiền đâu. Cái đó là tự phân mình. Rồi xin chào mọi người nha. Chúc mọi người một buổi tối ngon giấc. Đặc biệt là cuối tuần, ngày mai là một ngày rất là ok. Khá là đẹp. Tháng 5 đi qua, tháng 5 bản thân nó tương khắc với năm thì cái sự khó khăn trong công việc, tài lộc, tất cả các tuổi đều gặp phí rắc rối. Nhưng mà tháng 6 với chữ quý thì khá là êm đẹp, không còn xung tháng giữa năm nữa thì chắc là sẽ mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.
mình khuyến cáo mọi người như thế này, đặc biệt là mọi người có con em ở cái nước phát sinh coi như là khởi nguồn của virus corona thì nên kêu con em của mình rời khỏi đó, vì mình theo mình quan sát thì thấy rằng là nó sẽ là một chu kỳ, nó quay trở lại bản quốc, gậy ông đập lưng ông và làm cho nó suy thoái rất là kinh khủng. Ok Vương Trần, năm nay thì thật sự ra là Nhâm Tý cực kỳ buồn, buồn lắm luôn. Thật ra mình nói thật sự, năm nay nói mất tiền thì không quan trọng đâu, giữ được cái mạng là quan trọng. Giống như mình nói ha, đường nào thì tháng 5 mình cũng mất tiền, không mất tiền kiểu này thì mất tiền kiểu khác. Cho nên là lấy tiền cứ đi làm từ thiện, trong tháng 5 mình làm từ thiện quá trời. Nào là xây chùa, bên là sửa cái này, sửa cái kia. Rồi là cho người này mượn tiền cho nó đi đi. Tiền ra là giữ được mạng, mà giữ được mạng là làm ra đây, vậy thôi. Đơn giản. Rồi chúc mọi người ngủ ngon nha. Dạ Tân Dậu là mình đã làm rồi nha. Dạ dạ không dám, anh lớn hơn mình, anh cứ kêu mình bằng em thôi chứ đừng có kêu mình bằng anh, mình không thích như vậy. Đối với mình là mình sống theo phong cách sống của người miền Nam, tức là người nào thấy mặt trời mặt trăng trước thì người đó làm anh làm chị. Chứ còn không phải, mình có thể mình thông minh hơn mọi người, mình học nhiều hơn mọi người, chứ còn mình không có kinh nghiệm nhiều như mọi người trong cuộc sống. Đó, mỗi người có một cái kinh nghiệm sống khác nhau. Đừng nghĩ như mình đã nói, đừng nghĩ hôm nay mình thành công mà to giọng lớn tiếng cười nhạo người khác, để một mai mình thất bại mình phải thấm cảm cái nỗi đau cái người thất bại. Hôm nay bạn có thể thất bại nhưng mà với lòng tin, với sự vững chãi, mình có thể có được một ngày mai tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng là những chia sẻ chân tình của mình vô tình đến với những người nào đó đang trong một cái thời điểm thất bại, thì họ ngộ ra rằng mình sẽ có một cái giai đoạn tỏa sáng ở phía trước mà giữ lại mạng sống của mình để mà tận hưởng điều đó. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những buổi livestream tiếp theo. Hẹn gặp mọi người như thế, nhưng mà buổi livestream tiếp theo thì không biết là chừng nào đâu nha, không hứa trước. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.